biệt. Đúng rồi, nó ngại ngùng lắm. Lỡ thương em rồi, anh biết làm sao đây? Lỡ thương em rồi, biết làm sao đây? Chào cả nhà nha. Đến hẹn lại lên. Hôm nay khởi cùng với chị Diễm Thanh live stream, nhưng mà có cái là chị Thanh có show đột xuất cho nên là đi hãy show rồi. Giờ chỉ có một mình khởi live stream thôi. Xin chào cả nhà. Ô, sao nhiều thế? Nhiều thế. Xin chào Võ Ngọc Quyền, xin chào Nguyễn Phong. Em bán hết trà rồi. Ok, em bán hết trà thì ừ, có ai đặt thì cho anh hay nha. Xin chào Bùi Điền, chị Hằng Nga. Võ Ngọc Quyền ơi, hôm nay có đi hát không? Võ Nguyên, Nguyễn Thủy. À, xin chào Quỳnh Tấn Quốc. Chị Diễm Thanh cũng đang vô coi kìa. Mọi người ơi, chia sẻ giùm em nha. Hôm nay em lên là đúng 20 giờ. Là 8 giờ tối. Xin chào Đặng Kiều My. Bữa nay không có chị Thanh cho nên là cái màn giao đầu nó hơi bị yếu một xíu. Tại vì mình anh Khởi có biết lệ không ngại nghe. Anh nói đại luôn Nguyễn Thanh Phong. Dạ, em chào chị Hằng Nga. Xin chào Lê Ngân. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, xin chúc cả nhà được an lành, vui vẻ, làm việc thật là tốt. Xin chào má Phượng, lộng lẫy. Hôm nay có một số mặt hàng mới, nhưng mà tại vì Khởi chưa có biết cái gọi là sao ta, công dụng này nọ tất cả các thứ, cho nên là mình chưa có dám giới thiệu. Để lát chị Thanh chút xíu, chị Diễm Thanh chỉ về rồi chị sẽ giới thiệu cho cả nhà biết nha. Xin chào Nguyễn Cấm Truyền, Lê Bích Tuyền. Phải có chị Thanh mới được, chị Thanh ơi. Bữa nay mình nên anh đảm đương luôn nha Nguyễn Thanh Phong. Lê Hữu Trạng, xin chào. Ờ, bữa nay không biết sao đông quá bữa nay. Dạ, đây món đầu tiên Khởi xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là gạo lứt nha. Gạo lứt. Ủa, hôm người ta con có chưa kêu người ta dán cái. Đây, trà gạo lứt nha cả nhà. Nguyên liệu là từ đậu gì ta? Đậu đen xanh lòng, gạo lứt và lá dứa, rất là thơm. Uống giảm cân nha cả nhà, dưỡng dáng giảm cân, dễ ngủ nữa. Hiện tại Khởi đang uống luôn nè, đây nè. Đây, Khởi đang uống đây. Trà gạo lứt. Một hộp chỉ có 150k nè, cái hộp này là gần cái kilo nha cả nhà. Gần 1 kilo luôn á. Uống rất là tốt. Uống mà khoảng chừng 2 hộp là bảo đảm có hiệu quả ngay liền. Khởi ngày nào cũng uống, cho nên đang uống ở nhà luôn á. Đó, thì cái này một hộp chỉ có 150k thôi. 5 hộp trở lên Khởi mới miễn ship nha. Còn cái vụ mà ship thì hôm trước chị Diễm Thanh cũng có nói với cả nhà là ở trong mà nội ô á, trong nội ô Sài Gòn á thì tiền ship là 16.000 đúng không? 16.000 đúng không? Còn các quận huyện gần kế bên á thì các tỉnh miền Tây thì 30 đến 35k. Còn các tỉnh miền ngoài á, Hà Nội này nọ tới ngoài đó thì khoảng cũng 35 đúng không con? 35k nha cả nhà. Cái này Khởi sẽ nói trước cho nên cả nhà yên tâm về cái phần tiền ship. Hồi lúc trước, lúc mới đầu á, đâu có biết đâu, cho nên tiền ship rất là cao. Từ đây mà về các tỉnh miền Tây đã mất 60 mấy ngàn á. Đó, ở đây 150k nha cả nhà. Uống giảm cân nha, rất hiệu quả. Khởi đang uống luôn, uống hàng ngày luôn á.
uống mà nó có thơm dữ dằn lắm. Cách pha cũng dễ nữa, dễ sử dụng nữa. 5 hộp thì khởi sẽ miễn ship nha, toàn quốc luôn, giao toàn quốc luôn, ở đâu cũng giao hết rồi. Còn đây là trà hoa nhài, đây tem mới chát luôn nha cả nhà, trà gạo lứt hoa nhài. Đây hôm nay thì nó có nguyên cái một cái thành phần và công dụng luôn nè, gạo lứt huyết rồng, đậu đỏ, đậu đen, xanh lầm, hoa nhài. Thì cái tác dụng nó cũng giống, nó cũng gần giống như là cái trà ngũ cốc vậy đó cả nhà. Thì nó cũng thanh lọc cơ thể nè, rồi và an thần dễ ngủ nè, phù hợp với những người nóng gan, bốc quả, uống rất là tốt. Một hộp trà hoa nhài này chỉ có 130k thôi. Em vừa đi hát vừa bán đồ giỏi quá. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Hùng. Dạ giờ này em đi hát cũng thường lại rồi chị Hằng Nga ơi. Chào anh Trương Phú Ninh, Viết Phương, Phương Nam, Lê Ngọc Chiến. Đây một hộp chỉ có 130k thôi. Thì cái trà này nè, hai hộp, cả nhà mua hai hộp là sẽ được tặng một cái bình. Đây một cái bình thủy tinh như thế này nè. Hai hộp được tặng một cái bình thủy tinh nha. 5 hộp thì em miễn ship luôn. Đó. Còn đây là trà ngũ hoa ngũ cốc. Trà hoa ngũ cốc. Đâu. Thành phần cũng là gạo lứt huyết rồng, đậu đỏ, đậu đen, xanh lòng, rồi 5 loại hoa kết hợp lại. Hoa hòe rồi hoa nhài, hoa rồng, ố hoa hồng, cỏ ngọt, thảo huyết minh. Công dụng thì cũng là thanh lọc cơ thể, an thần dễ ngủ nha. Đặc biệt là giảm cân, lấy lại vóc dáng nè. Xin chào Quỳnh Hoa. Alo, chào Khởi và anh Phạm. Xin chào Nguyễn Quốc Thắng, Ngọc Phạm, Nguyễn Anh Tuyết. Xin chào Nguyễn Tuyết, Lê Văn Tính, Yến Nhi, Vũ Khánh. Sau bữa anh mua tiền phí cao quá. Anh Minh Vương, tại hôm trước là cái đó là tụi em chưa có hỏi lại bên giao hàng đó, cho nên là bây giờ thống nhất lại là giá tiền ship mới thấp. Hôm trước bà cao quá cho nên là tụi em mới hỏi lại. Đúng rồi, nay anh solo luôn rồi Nguyễn Anh Tuyết. Thì trà hoa ngũ cốc này chỉ có một hộp chỉ có 90k thôi nha cả nhà. Một hộp 90k, hai hộp thì cũng được tặng một cái bình thủy tinh như thế này. Đây, hai hộp cũng được tặng một cái bình thủy tinh nha. Uống rất là ngon, thơm lắm. Pha trà khoảng 2 đến 3 muỗng ha, vô khoảng 1 lít nước là để cho nó ấm là uống rất là ngon, thơm lắm. Đặc biệt là trà gấu lứt là thơm. Hai hộp được tặng nguồn thông tin nha cả nhà. 5 hộp trở lên thì miễn ship hết toàn quốc luôn. Đó, còn đây là món thứ tư. Đây chính là gì ta? Đây là cá linh khô mía. Đặc sản của An Giang, Long Xuyên An Giang. Cái này là hai chị em là lấy từ đại lý ở dưới An Giang lên luôn nha cả nhà, từ Long Xuyên luôn á, ngay chân Long Xuyên luôn. Thì cái này cá linh kho mía một hộp chỉ có 279k. Đâu nãy khui ra không? 279k. Đây một hộp. Có khui không? Đây nè. Một thùng nó sẽ có 6 hộp như thế này nè. Dạ con chào chú Nguyễn Thị Minh. Con xin chào chú Nguyễn Hoàng Minh Khôi. Chào người tâm sự, chào Yến Nhi. Nguyễn Văn Dững, xin chào Nguyễn Văn Dững. Hôm nay ế xô cho nên là ở nhà bán hàng online. Xin chào anh Nguyễn Đình Trung. Em đang thắc mắc nè anh Trung ơi, không biết sao nữa anh Trung. Đây, sao một thùng cá linh kho mía nó sẽ có 6 hộp như thế cả nhà. Nó giống như cá mồi vậy đó. Kho mía ăn rất là ngon. Đặc biệt khui ra là ăn à. Còn cả nhà mà muốn có ăn nóng thì hấp lại, hấp hoặc là hấp cách thủy hoặc là để trong nồi cơm hấp cũng được, khui ra là ăn thôi à. Đó, thì một hộp này có 279k. Xin chào Trương Phú Ninh. Chào Như Ý, lại Như Ý. 279k nha cả nhà. Còn đây là mắm cá linh chưng. Trời ơi, hôm trước là Khởi lấy về ăn cơm nha. Trời ơi ngon bá cháy luôn nha cả nhà. 286k nó cũng có 6 hộp như thế này nè. Một thùng nó có 6 hộp như thế này. Tất cả những cái loại hàng này thì cả nhà mua từ 5 hộp trở lên mới
Dạ, Nguyễn Thị Lệ Thủy, một cái link kho mía. Rồi, chị ơi, chị Thủy ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha chị. Chị mình nhắn qua bên Messenger cho em. Xin chào chị Nhung, Nguyễn Nhung, Phạm Bảo Hân, Lê Hoài Bảo, Linda Trần, Hà Thảo, Phan. Xin chào cả nhà nha. Đó, một thùng có 6 hộp như thế này. Mắm chưng. Đây nè. Nè nó làm hình mắm chưng nè cả nhà. Ăn ngon lắm, hôm trước khởi ăn là bảo đảm là có một số có một số người ăn là ghiền luôn đó. Chú Hoàng Song Việt, tác giả Hoàng Song Việt ăn cũng phải khen đó mà. Rất là ngon. Một thùng 6 hộp chỉ có 286k thôi nha cả nhà. Mắm có linh chưng. 5 thùng trở lên. Tụi em mới miễn ship, 5 thùng tụi em miễn ship. Ở đây còn món thứ 5 là chân vịt xuất xứ từ Đài Loan nha, chứ không phải Trung Quốc. Đài Loan 100% nha cả nhà. Một bịch như thế này là có 30 cái chân vịt thì giá của nó là 350k. Cái này là hôm trước hôm trước anh Minh Hoàng ở đoàn một của Trà Há Trần Cái Lương Trần Hữu Trang á, là mua đi ra ngoài mua á, là một bịch như thế này nè, ở ngoài đó là khoảng hơn 400.000, 400-450k đó. Nhưng mà tụi em bán ở đây chỉ có 350k thôi. Một bịch như này bạn có 30 cái nha cả nhà. Chào Lê Minh Tính, chào Trương Tony. Có bán bánh canh cua không? Dạ bánh canh cua để bữa khác em bán anh Trung ơi. Lên tới chỗ rồi, ok. Và bữa anh cuối tuần anh lên đây rồi anh lấy. Dạ, em xin chào thầy, em xin chào thầy Nam. Thầy ơi, khỏe không thầy? Hương Anh. Kìa Nguyễn Nhung, chị Nguyễn Nhung, một thùng mắm chưng và 2 hộp trà nhé em. Dạ. Chị Nhung ơi, chị uống trà gì chị Nhung? Chị uống trà gạo lứt. Trà gạo lứt thơm ngon, bổ dưỡng. Giảm cân, cái này là giảm cân, là số 1 luôn. Uống vừa thơm vừa ngon. Hay là trà hoa nhài. Hoặc là trà hoa ngũ cốc. Chị lấy trà nào? Đỗ Vân Minh Hoàng đoàn 2. Đúng rồi, đoàn 2. Mà tại vì hôm trước tập tuồng bên đoàn 1 quá, cho nên là em bị hơi bị lè lưỡi chút xíu. Ở đây là hôm nay là còn có 2 món nữa. Có 2 món đặc biệt rất là ngon. Mà tại vì em không có biết rằng hai cái món này, cho nên là em không có live stream, không có giới thiệu với cả nhà. À đây bây giờ có hướng dẫn sử dụng. Đây là một món, đây là bắp bò. Đây, bắp bò nông sản, bắp bò hoa tiêu, hương vị núi rừng. Đem sản phẩm sạch đến mọi nhà. Bắp bò này thì một hộp như thế này là chỉ có 280k một hũ. Ăn rất là ngon nha cả nhà. Mà không biết giới thiệu sao nữa, trong đây em nghĩ là trong đây có một cái cục thịt bò. Một cục bắp bò. Thì cả nhà mua đem về là chỉ có sắc ra và ăn thôi. Ồ, sắc sẵn luôn hả? Phải không? À, cái này là người ta sắc lát sẵn cho mình luôn rồi. Là chỉ có về. À, chị Nguyễn Nhung Hoa Ngũ Cốc. Rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Nhung nha chị. Chị ơi, chị nha, chị nhắn qua Messenger cho em số điện thoại nha chị. Số điện thoại và địa chỉ chị Nguyễn Nhung ơi. Dạ em xin chào chị Nguyễn Nhung. À chị Nguyễn Nhung này ở Hà Nội nè. Xin chào Trúc Linh, Trần Bích Phượng, Nguyễn Hân. Cả nhà ơi, cả nhà xem nhớ chia sẻ bài giùm em nha. Cho em một like chia sẻ giùm em. Thank you cả nhà. Xin chào Trọng Tánh. Khỏe không em? Đây bắp bò, ăn ngon lắm cả nhà ơi. Bắp bò. Còn đây là cái món này nè. Cái món này chắc có một số người cũng thích lắm nè. Đây là cái món này là ớt xiêm mắm nhỉ nha cả nhà. Ớt xiêm là ớt xiêm mắm mắm nhỉ hả? À, ớt xiêm rừng tiêu xanh ngâm mắm nhỉ. Ồ, nhìn là thấy thèm rồi thấy không? Ai mà thích ăn ớt là gặp mấy cái món này là trúng mánh luôn. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Cười bế bụng. Làm gì cười bụng? Dạ chào anh, em khỏe, anh khỏe không? Anh khỏe, cảm ơn Trọng Tánh. Chỗ này có đi hát thường chưa em?
có muốn uống trà giảm cân gì không liên hệ với anh nha ta nha Tánh ơi. Đây còn mắm cá linh, mắm cá linh chân một hộp, một thùng có 6 hộp, 6 hộp thế này, một thùng mắm chân cá linh chân 286k nha cả nhà. Còn đây là mà cá linh kho mía bày ra thấy lộn, cái này là mắm cá linh chân nè, còn cái này là kho mía. Cá linh kho mía là 279k, nó cũng có 6 hộp, một thùng 6 hộp. Đây khui lan nha cả nhà, rất là dễ ăn, khởi ăn khởi còn mê nữa đó, xuất xứ An Giang mà. Dạ em giới thiệu với cả nhà chút xíu, cái em hát cho cả nhà nghe nha. À, hàng sử dụng của hai món này là của ớt xanh, ớt sim rừng này là 3 tháng nha cả nhà, bỏ tủ lạnh là ăn 3 tháng luôn. Còn bắp bò cũng vậy, bắp bò hoa tiêu hạn sử dụng cũng là 3 tháng, ăn rất là ngon. Này xiết không biết sao. Đây còn món này là món cũ, món này là món đầu tiên mà hai chị em đem về bán, đó chính là nhang thảo dược, làm bằng thảo dược, 100% bằng thảo dược nha cả nhà. Nè, thành phần là vỏ cây quế, bời lời, tăm tre, dùng đốt thờ hàng ngày, giúp tăng vượng khí da trong gia đình, văn phòng, mùi thơm dịu nhẹ tự nhiên, giúp thư giãn tinh thần, an toàn cho cả bà bầu, trẻ em, người lớn tuổi. Và đặc biệt là ngồi thiền hay là xông nhà đều rất là thoải mái nha cả nhà. Một hộp như thế này chỉ có 120k thôi. Một hộp 120k, 5 hộp trở lên thì em sẽ miễn ship với cả nhà. Xin chào Tú Tú. Dạ, xin chào anh Tấn Sang, anh Tấn Sang, xin chào Kim Anh, Mỹ Huyền. Cả nhà ơi, cho em một like và chia sẻ giùm em nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Quên nữa, nhang này nó có hai mùi, một mùi là mùi Huế và một mùi khuynh diệp. Mùi rất là dễ chịu, dễ sử dụng luôn. Nhang này chiều cao nó khoảng chừng 3 tấc hả cả nhà, cho nên là mình ở nhà mà nhà chung cư cũng dễ sử dụng nữa, nhà phố nhà chung cư rất là dễ sử dụng, khoảng 3 tấc. Một hộp như thế này nó có khoảng 180-200 cây, sử dụng rất là tốt. Hiện tại nhà của chị Thanh đang sử dụng luôn, hồi nãy đang đốt nhang khuynh diệp nó thất thị luôn á. Xin chào Đỗ Mai Đình, xin chào Hoa Mai. Cả nhà ơi, thôi gì đấy mà em kiếm bài em hát cho cả nhà nghe. Ủa điện thoại hát. Đã lâu rồi. Xin chào Xuyên Đào, Phạm Bình, Thời Minh. Cả nhà ơi, cho em một like và chia sẻ giùm em nha. Chào Đỗ Mai Đình. Đây bắp bò nha cả nhà. Hôm nay là món mới nè, món mới đem về luôn á. Mà tại vì cái món này là chị Vĩnh Thanh chỉ đặt đem về, cho nên là chỉ đã tìm hiểu rồi. Còn Khởi thì Khởi chưa có rành lắm cái món này, cho nên là nói sơ sơ với cả nhà thôi. Bắp bò hoa tiêu, hương vị núi rừng, ăn rất là ngon. Trong đây là nó có tỏi nè, có ớt nữa nè. Rồi bắp bò, đúng rồi, bắp bò. Ủa, sao trong đây nó để gì vậy? Một tháng là để ở ngoài, là xuống một tháng, còn để tủ lạnh là tới 3 tháng luôn phải không? Trọng lượng của nó là tới 800g. 800g nha cả nhà. Bò lát sẵn luôn. Xin chào Đại Bàng Vũ. Xin chào Tuyết Mai, Minh Duyên. Cái gì Thanh Cây Bàng gì đó. Lê Vũ Bàng. Đây cả nhà, em sẽ giới thiệu sơ lược cho cả nhà một quận nữa nha, rồi em sẽ hát cho cả nhà nghe. Đây là nhang nè, nhang thảo dược, làm từ thảo dược 100%. Cái này xuất xứ từ đâu ta? Em
trước là ở Hà Tĩnh, Can Lộc Hà Tĩnh. Mùi thơm dịu, dễ chịu lắm. Không độc hại, không cay mắt, rất là dễ chịu. Một hộp chỉ có 120k thôi. 5 hộp trở lên em sẽ miễn ship cho cả nhà nha. Đây nó có hai mùi, mùi Huế, mùi quế và mùi khuôn diệp. À, đây là còn đây là mắm mắm cá linh chưng. Một thùng như thế này nó chỉ có là có 6 hộp như thế này nè. Như cá mòi đó cả nhà, chỉ tháo ra khui ra là ăn thôi. Rất là dễ ăn, dễ sử dụng lắm. Mà đặc biệt là ngon nha. Đặc biệt ở miền Tây mà. Long Xuyên, An Giang mà. Ai ở miền Tây là biết liền à. Bản thân Khởi cũng ở miền Tây nè, cho nên là rất là thèm, rất là thích cái món này. Một thùng như thế này có 286k thôi cả nhà. Còn đây là cá linh kho mía. Cá linh kho mía thì nó cũng có một thùng có 6 hộp như thế này nè. Rất là dễ ăn, khui là ăn thôi à. 279k cá linh kho mía nha cả nhà. Đây, còn đây là trà gạo lứt. Thành phần là gạo lứt nè, rồi lá dứa nè, rồi đậu đen, là đậu đen xanh lòng. Đó, uống được rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Giảm cân, đặc biệt giảm cân rất là tốt. Xin chào Võ Thùy Diễm. Dạ, em chào anh Trịnh Quang Minh. Đâu? Xin chào Đồng Hoài Thanh. Đó, thì một hộp như thế này chỉ có 150k thôi nha cả nhà. Một hộp 150k. Có ký lô luôn á. Nặng lắm. Dễ sử dụng, dễ uống, đặc biệt thơm ngon, bổ dưỡng, giảm cân nha cả nhà. Trần Hoài Hiển. Xin chào Trần Hoài Hiển, hẻo không em? Biết khỏe không nữa. À, một hộp 150k nha cả nhà. 5 hộp cho nên em sẽ miễn ship cả nhà. Còn đây là trà hoa nhài. Trà hoa nhài, gạo lứt. Đó, trà hoa nhài và lẩu gạo lứt. Rồi đậu đỏ, đậu đen. Tác dụng là thanh lọc cơ thể nè, an thần nè. Rồi phù hợp với những người nóng gan, bốc quả. Đó, uống là tốt. Một hộp như thế này chỉ có 130k thôi. 130k nhưng mà sẽ được hai hộp sẽ được tặng kèm theo một cái bình thủy tinh như thế này để đựng uống nè, đang đựng uống luôn nè. Rồi đang uống trà gạo lứt nè cả nhà. Thấy không? Một hộp 130k nha cả nhà. Thêm ngày nữa hết ha ha. Nữa hả bạn. À, xin chào chị Tâm Sen. Tại vì rảnh ở không cho nên là làm cho đỡ buồn, đỡ cho vui nhưng mà chẳng ngoài hiện. À, còn đây là trà hoa ngũ cốc. Gạo lứt, đậu đậu gì? Gạo lứt huyết rồng, đậu đỏ, đậu đen và năm loại hoa kết hợp lại nha cả nhà. An thần dễ ngủ nè. Uống này dễ ngủ. Điều trị mất ngủ á. Ăn thời ngủ giảm cân nè, rồi giúp cho làn da tươi trẻ, căng mượt, phù hợp với những người quả thời kỳ sau khi sinh, phụ nữ mà sau khi sinh uống này rất là tốt nha cả nhà. Một hộp như thế này chỉ có một hộp như thế này chỉ có một chỉ có 90k thôi. Đó, hai hộp cũng được tặng một cái bình như thế này nha cả nhà. Hai hộp cũng được tặng một cái bình mà thủy tinh như thế này. 5 hộp miễn ship hết tất cả các món hàng. Đó, còn đây là bắp bò. Đây món mới nha cả nhà. Bắp bò hoa tiêu. Trong đây nó có tỏi nè, rồi ớt nữa nè. Trời ơi. Bắp bò hoa tiêu. Chỉ có 280k một hộp như thế này. Một hộp như thế này cả nhà, nếu mà để ngoài ăn cả ăn được tháng luôn á. Còn mà lên tới chỗ lấy có miễn phí lên đây miễn phí cho. Còn nếu như mà cả nhà để trong tủ lạnh á là ăn tới 3 tháng lận. Ăn tới 3 tháng lận. 280k. Đây còn đây là ớt sim rừng tiêu xanh ngâm mắm nhĩ. Đây món này. Ai em thích ăn cay là bá cháy bù chét luôn nha cả nhà. Một hộp như thế này chỉ có 190k thôi. Là sử dụng cũng gần 3 tháng trở lên luôn á, cái này nè. Để ăn thoải mái luôn, để tủ lạnh là thoải mái không sợ hư. Cả nhà ơi, ủng hộ nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cho mà em một like và chia sẻ bài giùm em nha. Thank you cả nhà trước. Giờ để em kiếm bài nhiều nè. Dạ, chàng Chim Yến. Dạ, em chỉ làm thêm thôi chị. Xin chào Đỗ Văn Phúc. Nhiều món ngon quá. Đúng rồi, Thanh Cây Bàn. Nhiều món ngon lắm.
Silver Cow, Lê Hồng Gấm, Lê Nhật Linh. Xin chào mọi người. Đây là để kiếm bài hát nữa nè. Ờ quên, còn món này đi, quên giới thiệu cả nhà. Đây là chân vịt xuất xứ từ Đài Loan, 100% Đài Loan nha cả nhà. Một bịch như thế này nó có 30 cái là chỉ có 350k thôi. Rất là ngon. Ăn chân vịt giòn giòn, dai dai, cay cay, the the, ăn rất là ngon. Ngọt quá. Lỡ yêu rồi. Ca bài cổ nghe thôi. Ok, Dương Lê, chào Dương Lê. Ok, cả nhà ngang bài nha. Cái gì ta? Cả nhà ơi, có yêu cầu ca bài gì không? Làm sao quên được ai? Bên đây có mình ơn em mà, cho nên là mình ơn em đơn ca luôn. Đây có một bài này mới nè, bài này mới chát luôn. Đơn ca cho cả nhà nghe bài đâu rồi, Miro rồi, cho mở Miro. Chuông vàng quên lời, chuông vàng quên lời, Trần Kim Yến. Cung đàn mới, Trung Lương ơi, dạ bài cung đàn mới là phải có hai người ca mới được. Có bên anh em ca không được. Lâm Thu Ngân, xin chào chị. Nếu mình bận công việc không đi coi tướng cướp được thì sao, khi diễn xong có ai up lên? Dạ Lê Hoài Bảo. Dạ tại vì tụi em diễn suốt đầu tiên cho nên là không có quay được chị ơi. Dạ em không có quay. Với lại tụi em diễn ở nhà hát cho cũng không có quay hình nữa. Dạ phụ diễn quên lời. À lại đi coi người ta mua. Lại đi coi. Cái gì? Máu nhuộm sân chùa. Ok Lê Văn Tính chút xíu sẽ hát. Hát. Dạ em bộ em hát hay quên lời lắm hả chị Trần Kim Yến? Hả? Không. Hát hay quên lời cho nên là gọi là chú nhận quên lời. Dạ em cảm ơn chị Trần Kim Yến đã tặng cho em một cái biệt danh nha. Xin chào lắm. Dạ chào chị. Trời ơi dạ, xin chào thầy Đạt. Hôm nay có một mình em à thầy Đạt ơi. Chào Nguyễn An. Cái bài này dài quá à. Hát bài bông ngô môi cho cả nhà nghe. Cái bài này lâu lắm rồi nè, xưa lắm nha. Bài hơi dài. Alo. Cả nhà ơi, cho em một like và chia sẻ bài giùm em nha. Xin chào Lê Tài. Kêu giận lớn xíu. Nữa lớn lớn rồi chị. Nữa nữa. Đây nữa. Rồi ok.
thuộc ngữ. Rồi ok, Hà Mặc Tử em hát bài này xíu, hát liền. Xin chào Nguyễn Khang. Dạ xin chào má Thủy Lâm. Hello 1 2 3 4. Hơi chậm. Bóng nhìn nhìn mấy trời mênh mông, kẻ đi hương nay đã ngoài kề, sao trong nhà nào ê. Hồi chung buồn từ xa dâng mưa, trong khói sương thêm tái tê hồn ta, ngồi bên bờ nhìn nước năm xưa chỉ còn cõi đá già chơ chơ rủ bông. Gió đông ơi lòng tôi đã ớn lạnh sau ngọn gió đông, còn thôi làm chi cho bông ố môi ra cánh rụng tới bờ. Còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn. Tôi giang hồ đã một cánh phong sương, em ở đây dây bóng mơ bề khói lửa. Trời đất ơi, quảng cáo rồi. Và chia sẻ cho em nha. Chào Quanh Lê, Lê Ngọc Trúc, Lê Minh Đan, khỏe không em? Tôi quên làm sao ngày em đãi tôi ăn bát canh mặn tươi với nồi cơm gạo mới. Rồi chia tay từ gia lớn đường. Em ơi xuồng ba lá tiền đưa tôi đến tận đầu làng. Khi chia tay cả hai cùng một bình tĩnh, nước mắt đôi dòng cứ ràn rụa đau. Về đi em cho rầy bay tương ruộng, mình còn gặp gỡ khi tâm mình trở lại. Dù xa cách đầu nón đi cuối bài, tôi vẫn dãi dàng trời cho quê ngoại bình yên. Lúc nhanh lúc chậm hơi khó ca xíu. Chào Thảo Trần. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Dũng. Kể từ đó như cánh mèo mặt nước. Chậm quá à. Trôi bồng bềnh trên bốn mặt trường. Rồi một chiều lòng chẳng nhớ quên.
về thăm lại xóm làng quê. Dạ Nguyễn Dũng, anh chờ chút xíu để em hát xong em sẽ tư vấn cho anh. Tôi ngồi dưới rặng hố môi, nhìn những cánh hoa rụng rời trên mặt nước, theo trận gió tàn động lưa thước bay. Có một ông lão quen quen, màu tuyết trắng trên mái đầu nắng gió. Trong đường sông bập bềnh suối ngược, đang á đường câu trên mặt nước sông đầy. Vừa quyền trăm, chào chị. Trời ơi, quảng cáo hoài, hú hồn hoài. Karaoke là chán vậy đó. Chào Nguyễn Công Đức, khỏe không bạn? Cả nhà ơi, like cho một like và chia sẻ giùm em nha cả nhà. Về trước nhưng số phận đó bạn hướng vô duyên, chồng nó chết đi không chỗ tựa, nó buồn buồn vào chùa xin quy đi. Nhưng súng đạn vô tình bắn tha nơi phật tử, giờ nó thành ra một sư nữ tận nguyện. Ơi. Trời u ám bỗng dục dù lớn gió lạnh cuốn theo từng cánh nô môi, tiếng chuông đại đồng vang vọng xa xôi như tiếng không hoài nức nở. Trước cổng tam quan vui còn mở ngỡ, nửa muốn quay về nửa không nở dời chân. Tiếng tụng niệm theo gió chiều dòng đến, khiến lòng tôi thêm tê tái bâng quâng. Hồ môi rụng cánh đầy sóng mấy mùa qua nở, mấy năm đợi chờ. Tôi bây giờ là một kẻ bơ vơ, bởi đời chơi đạo phân chút xíu mà quảng cáo 3-4 lần nha. Cả nhà ơi, Nguyễn Công Đức à, cũng lâu lâu về một lần. Đức ơi, không về thường, có khi 2-3 tháng không về, chưa về nè. Hà Thu Quyền, Nhân Mạnh, dạ con cảm ơn Mami Thủy Lâm rất là nhiều. Cả nhà ơi,
mời cả nhà uống nước nha. Trà gạo lứt thơm ngon bổ dưỡng giảm cân. Dạ, hồi nãy anh Nguyễn Anh Dũng hỏi em là có bán online gì nè, bây giờ em giới thiệu lên nha. Đây là mắm cá linh. Ủa? Không phải, cái này là cá linh kho mía. Đây, cá linh kho mía xuất xứ từ Long Xuyên, An Giang. Tụi em lấy từ đại lý của Long Xuyên luôn á, An Giang luôn á. Là một hộp, một thùng như thế này nó có 6 hộp. 6 hộp như thế này cả nhà ơi, rất là dễ ăn. Nó giống như là cá mồi vậy đó. Rất là dễ ăn, vậy mà nó ngon, thơm ngon lắm. Cái này mà cả nhà đem về chỉ có khui ra ăn liền cũng được. Mà nếu như cả nhà muốn ăn nóng thì hấp lại, hấp cách thủy lại, hoặc là để trong nồi cơm cũng được đó. Lâm 6 năm rồi không gặp thì đúng rồi đất ơi, có dịp gặp lại. Có vô Sài Gòn alo. À, thì khu ra là ăn một thùng như thế này chỉ có 279k thôi. Cá linh kho mía nha cả nhà. Còn đây là mắm cá linh chưng. Mắm cá linh chưng nó cũng có 6 hộp như thế này nè. Đây, dễ ăn lắm. Khu ra là ăn à. Mà đặc biệt cái món này là Khởi rất là thích luôn. Không thích luôn. Ăn cái này ăn với dưa ha, đậu rồng ha, rau sống vậy đó là đặc biệt rất là ngon luôn. Cũng xuất xứ từ Long Xuyên, An Giang. Một thùng như thế này chỉ có 286k nha cả nhà. Nếu mà 5 thùng cho lên thì em sẽ miễn ship hết tất cả các món hàng. 5 thùng cho lên là miễn ship hết. Đó, còn đây là món đây là ớt xiêm rừng tiêu xanh ngâm mắm nhĩ. Ớt xiêm á mà ngâm với mắm nhĩ á. Trời ơi, ăn bá cháy một chén luôn nha cả nhà. Đây, hàng sử dụng của nó là nếu như mà để trong tủ lạnh thì cả nhà có thể xài tới 3 tháng luôn á. 3 tháng luôn đó nha. Một hộp như thế này là 190k. Này chắc cỡ khoảng cái hộp này chắc cỡ nửa ký luôn. Cỡ nửa ký. 5 hộp em cũng miễn ship luôn nha cả nhà. Còn đây là bắp bò hoa tiêu hương vị núi rừng, đem sản phẩm tươi sạch đến mọi nhà. Bắp bò này thì cái này là người ta lát sẵn cho mình hết rồi, chắc lát thì trong đây nó có ớt nè, rồi có tỏi nè, rồi bắp bò nè đó. Về mình chỉ lấy ra ăn thôi. Cái này cũng nếu mà để tủ lạnh thì ăn cũng khoảng đến 3 tháng cái này cả nhà. Nguyễn Nguyên Hường, dạ bữa nay chị Thanh đi hát đột xuất rồi cho nên là chỉ có mình em livestream thôi nha. Đó, một hộp như thế này là 280k nha cả nhà. 5 hộp em miễn ship toàn quốc luôn. Đó, còn đây là trà gạo lứt là đậu đen xanh lòng, gạo lứt và lá dứa thanh lọc cơ thể, giảm cân, khỏi ăn uống luôn nè. Đây, một hộp chỉ có 150k thôi, cả ký lô luôn á, hộp này cả ký lô luôn cả nhà, cũng rất là lâu. Đây mình đang uống luôn nè, thơm ngon luôn. 150k nha, miễn ship toàn quốc, 5 hộp nha cả nhà. Còn đây là trà hoa nhài công dụng là cũng thanh lọc cơ thể, an thần, cũng giảm, nhưng mà không có giảm cân này. Phù hợp với những người nóng gan, bất quả nè. Phụ nữ sao xanh uống cũng rất là tốt nha cả nhà. 130k thôi. Mà hai hộp đó, mua hai hộp là sẽ được tặng cái bình như thế này nè. Bình kèm theo để mà đựng uống luôn. Bây giờ tại vì mình người ta khuyến cáo mình nên dùng cái bình thủy tinh á, nó sẽ tốt hơn chứ mình đừng có dùng bình nhựa, bình mũ á. Nó ra cái chất nó rất là độc hại. Dạ xin chào Nguyễn Hồng Bích. Đó, 130k một hộp, hai hộp thì được tặng cái này, 5 hộp miễn ship. Còn đây là trà hoa ngũ cốc, thanh lọc cơ thể, điều trị an thần, giảm cân, lấy lại vóc dáng nè, rồi giúp cho làn da tươi trẻ nè, phù hợp với người nóng gan, bất quả, mà đặc biệt là phụ nữ sao xanh cũng đặt uống rất là tốt nha cả nhà. Một hộp chỉ có 90k thôi. Một hộp 90k nha cả nhà. Hai hộp cái này là cũng được tặng một cái bình như thế này luôn. Đây, hai hộp cũng được tặng cái này luôn nha cả nhà. Mình tên 5 hộp miễn ship hết. Đâu ai vậy anh gì? Tên gì vậy? Thanh cây bàn hả? Chào Quỳnh Hạnh, Thanh Nhàn. Thanh cây bàn. Dạ anh ơi, anh cho em xin mà số điện thoại nha anh Thanh cây bàn ơi, Thanh cây bàn.
thanh cây bàn hay là cái gì đó không biết. Cho em xin số điện thoại bên nhắn qua bên Messenger cho em á. Dạ xin chào cô, xin chào cô Đính. Chúc cô và thầy có một tuần làm việc thật là vui. Đây còn cái này nè cả nhà. Nhang. À, em sao em không thấy ta? Hả? Không coi. Ngọc Vi hả? Sao anh em chưa thấy ta? Ngọc Vi ơi, ở Đồng Tháp, gửi hết, ở đâu cũng gửi hết á, gửi toàn quốc luôn. Em dùng cái gì Ngọc Vi? Em thấy ta con số này em thấy. Chị kêu Hồng Quốc ở lên kiểm tra nha, hồi sót đó. Ngọc Vi, Đồng Tháp, ở đâu cũng gửi hết á, tất cả luôn mà, toàn quốc luôn. Rồi, thanh cây bàn em tôi nhận. Dạ cô, xin chào mâm mỉm ơi. Em có dùng gì không em? Có uống trà gạo lứt, trà các loại trà đậu rồi mắm cái linh chưng rồi cái linh khô mía, bắp bò hay là ớt xanh gì không? Đây có chân vịt luôn, chân vịt là xuất xứ từ Đài Loan luôn. Ngọc Vi ơi, em muốn dùng gì? Em mua gì? Đồng Tháp gửi được hết, ở đâu cũng gửi được hết. Rồi chị Diễm Thanh, chị nói chị gần về kìa, chị gần về gặp cả nhà nè. Xin chào Lưu Phong, Phong Lưu. Đây, ho để kiếm một bài nào đó ca cho cả nhà nghe. Hàng Mật Tử. Đây là có người kia mà ca Hàng Mật Tử nè, em xin ca Hàng Mật Tử cho cả nhà nghe nha. Hàng Mật Tử. Hàng Mật Tử kép. Ba câu Hàng Mật Tử. Em mua gì? Em mua đậu đen đó hả? À, vậy là em mua này hả? Em mua trà gạo lứt đúng không? Trà gạo lứt, đậu đen xanh lòng nè, đậu đen xanh lòng, gạo lứt và lá dứa. Em mua bao nhiêu hộp? Em mua bao nhiêu hộp và em cho anh xin số điện thoại nha. Em qua Messenger của anh em nhắn á. Nhắn số điện thoại và địa chỉ giùm anh nha. Ok Vi. Em mua bao nhiêu hộp? Xin chào bạn và Trần Vĩnh Nghi. Chào bạn Trần Vĩnh Nghi, anh Xui. Khỏe không bạn? Em mua bao nhiêu hộp vậy Vi? Em qua Messenger của anh em nhắn nha giùm anh nha. Ngọc Vi, nhắn số điện thoại và địa chỉ giùm anh. Trà gạo lứt mà không biết mua bao nhiêu hộp. Xương thôi rồi. Ok anh. Rồi thanh cây bàn ơi, em thấy rồi, em thấy rồi. Vậy lát em mua bánh, lát em sẽ mua bánh coi. Hộp hồ. Anh ơi cho em một like và chia sẻ giùm em nha. Lê Minh Hoàng. Rồi để em càng bài này cho cả nhà nghe nha. Hàng Mặt Tử. Dẫn lối em chứ. Rồi ok Ngọc Vi sẵn số điện thoại giùm anh nha. À, Tuấn Nguyễn, đậu đen nhiêu vậy Khởi ơi? Dạ à, đậu đen xanh lòng, gạo lứt, lá dứa là một cái này là 150k nha cả nhà nha 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 anh. Xin chào Tuyết Giao. À, Tuấn Nguyễn ơi, một hộp 150k, một hộp này cái tới gần khoảng 1 ký á, giảm cân rất là tốt. Ngọc Vi hai hộp gì mà đi nha. Anh mua bao nhiêu hộp cái này vậy anh Tuấn Nguyễn ơi? Nếu anh mua thì anh cho số điện thoại nha, nhắn qua Messenger giùm em.
số điện thoại và địa chỉ giùm em. Xin chào Như Hảo. Rồi em ca nha, cả nhà có thắc mắc gì cứ hỏi em nha, em ca xong em sẽ trả lời cho cả nhà. Về chầu đất Chúa giữa một tiếng sầu quá.
vàng biết bán bán bao nhiêu, hương trắng còn đồng ít nhiều. Một người bán, một người mua, mảnh trắng là một bài thơ rõ đài. Xin chào Trần Trúc Hoàng, Kim Cương, Thiên Ti Ti. Dạ, xin chào anh Lê Minh Hoàng. Xin chào mọi người. Mọi người ơi. Dạ, em cảm ơn anh Lê Minh. Mọi người ơi, mọi người nghe em hát thì ủng hộ em nha các mọi người ơi. Tặng cho em một like và chia sẻ bài giùm em nha cả nhà ơi. Đi có ai điện thoại không đi? Dạ không. Dạ nó ca kiếm cái sợ ca đó. Dạ ăn trúng được ơi, giờ cười. Xin chào Út Xuyên. Đây em sẽ giới thiệu lại một quần nữa cho cả nhà nghe nha. Đây là trà gạo lứt. Đậu đen xanh lòng, gạo lứt và lá dứa. Cả nhà ơi, đặc biệt là thanh lọc cơ thể, giảm cân nha cả nhà, rất là hiệu quả. Một hộp như thế này là chỉ có 150k thôi, 5 hộp cho nên em sẽ miễn ship toàn quốc luôn. Quỳnh Tân Quốc, Đào Duy Nhân. Còn đây là trà hoa nhài, trà hoa nhài, trà gạo lứt hoa nhài. Nó gồm là gạo lứt huyết rồng, đậu đỏ, đậu đen, xanh lòng, hoa nhài. Cái này là tác dụng là an thần dễ ngủ. À, cũng giảm cân rồi phù hợp với những người nóng gan. Quả 130k một hộp. Dạ con trả lời rồi chú ơi. Anh Nguyễn Tuấn hồi nãy hỏi là đậu đen, cái này là trà gạo lứt á, là 150k nè, 150k một hộp như thế này. Dạ chị Lệ Hằng. Dạ hôm nay chị Thanh đi hát, là chị Thanh đang về chút xíu, chị Thanh về tới. Bữa nay mình nên em livestream, mình nên em solo luôn. Còn đây là trà hoa ngũ cốc. Trà hoa ngũ cốc thanh lọc cơ thể, điều trị an thần, giảm cân, lấy lại dốc dáng cho làn da tươi trẻ, phù hợp với những người nóng gan bất quả, thời kỳ sau sinh và phụ nữ sau khi sinh. Uống này cũng rất là tốt nha. Một hộp như thế này có 90k thôi. Hai loại này cả nhà mua hai hộp thì sẽ được tặng một kèm một cái bình thủy tinh như thế này. Hai hộp nha cả nhà. 5 hộp là em miễn ship hết toàn quốc luôn. Xin chào Bùi Tâm. Đây còn đây là mắm cái linh, mắm cái linh chưng. Mắm cái linh chưng xuất xứ từ Long Xuyên, An Giang. Một thùng như thế này thì chỉ có 6 hộp, 286k. 6 hộp rất là dễ ăn, khui ra là ăn thôi cả nhà. Giống như cá mồi vậy đó. Nè, khui ra ăn thôi. Cả nhà muốn ăn lạnh cũng được, ăn nóng cũng được. Ăn nóng thì mình hấp cách thủy lại, có thể là dễ ăn. 286k. Còn mắm, còn cá linh kho mía cũng vậy luôn đó nha. Cá linh kho mía thì một thùng nó cũng có 6 hộp như thế này nè. Khui ra là ăn thôi, chỉ có 279k thôi. 5 thùng em sẽ miễn ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Còn đây là món mới. Món mới hôm nay là chị Thanh mới lấy về luôn nè, là bắp bò. Bắp bò hoa tiêu. Đó. Trong đây là nó có tỏi nè, ớt nè, rồi bắp bò nè. Bắp bò trong đây là người ta lát sẵn cho mình hết luôn nè. Lát sẵn về chỉ có khui ra là ăn thôi. Đây. Một hộp như thế này là 280k. Một hộp như thế này 280k đúng không? Một hộp 280k. Là cái này là ăn thời gian sử dụng khoảng chừng 3 tháng đó cả nhà. Để tủ lạnh á, ăn cả 3 tháng luôn. Còn đây là ớt xiêm rừng tiêu xanh ngâm mắm nhỉ, ngâm nước mắm nhỉ luôn, rất là ngon. Ai ăn cay là rất thích cái món này luôn, dễ ăn lắm, chỉ có khui ra là ăn thôi à. Để tủ lạnh thì sử dụng được tới 3 tháng hơn luôn. Ớt mà đâu có hư đâu. Bảo quản ngăn mát 3 tháng đâu mà, bảo quản ngăn mát 3 tháng luôn nè. Trọng lượng là 800g, gần ký luôn.
Còn đây là chân vịt xuất xứ từ Đài Loan, 100% Đài Loan. Một vịt như thế này có 30 cái chân, là giá là 350k. Dễ ăn lắm các nhà, chỉ khu ra ăn thôi. À cái này có sẵn ở ngoài không ta, phải lấy cái chân thì mình dễ ăn lắm. Ăn chân vịt thường thường là các nhà biết rồi đó, mà cái này là nó ướp rồi, nó chế biến sẵn cho mình hết rồi, mình về mình chỉ về là sử dụng thôi. Một cách đây nè, ở trong đó nó có cái chân, một cái chân như thế này, mềm mềm dễ ngon ăn, dễ ăn lắm, ăn là thích thú luôn, ngồi ăn là ăn ghiền luôn á, ăn là ăn bắt ngay ăn ghiền luôn. Một bịch 30 cái, 350k nha cả nhà. Cả nhà ơi, Phúc Vũ, Đặng Nguyễn, Tâm Bùi, cả nhà ủng hộ em đi, sẵn cho em một like và một chia sẻ luôn nha cả nhà. À, sẵn này sắp tới xin giới thiệu với cả nhà là đoàn một nhà hát cải lương Trần Hữu Trang xin chào Thủy Tiên. Vào ngày 13 tháng 6 tới này thì đoàn một nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sẽ công diễn một cái vở cũng không mới gì mấy, nhưng mà với một cái cách dàn diễn rất là mới mẻ và nghệ sĩ cũng mới luôn, thì sẽ mang đến cho cả nhà một cái vở cải lương rất là nhiều màu sắc, rất là hay, rất là mùi. Đó là chính là tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường, thì nó bao gồm xin chào Nguyễn Thị Nguyên, anh Trần Hữu Thanh, nó bao gồm có anh nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc nè trong vai Đặng Hoàng Minh Tướng Cướp Bạch Hải Đường, rồi chị nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân thì trong vai Nhung. Dạ Buster hình như đang làm đó chú. Hiện tại thì chỉ có vé thôi à. Đã có vé rồi. Khởi thì trong vai Cò Bằng. Còn anh Dũng Nhí, danh hài Dũng Nhí thì trong vai Bầu Trung, một cánh hát. Rồi Hoàng Minh Dương trong vai gì ta? Cai Ngục, trong vai Cai Ngục. Nghệ sĩ Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng trong vai Liên. Ai nữa ta? Còn người đó. Rồi chị Diễm Thanh. Chị Diễm Thanh thì trong vai Thu, cái Thu. Ngọc Vi, anh đang ở quận 8. Vi ở đâu? Quận 8. Hết chưa ta? Thì Tướng Cướp Bạch Hải Đường thì sẽ có 4 loại vé. Vé VIP là 1 triệu nè, rồi kế đó là 700, rồi 500 và 300. Đó, cả nhà có ai có nhu cầu xem thì ủng hộ nha. Liên hệ với Khởi luôn, nhắn Messenger cho Khởi. Tại vì hiện tại là đã có vé rồi. Poster thì chắc mai sẽ có. Ôi em kể hết dài chưa ta? Diễm Thanh rồi, có rồi. Xíu xem lại. Ok, Phúc Vũ, xin cảm ơn Phúc Vũ. Giao lại em 2 hộp trà nha anh Khởi. Ok em. Rồi, em biết rồi. Mỹ Trang. Đúng rồi, đường Phạm Hùng. Anh ngay ngã tư Phạm Hùng với Tàu Quang Vũ em. Học Vi. Xin chào Kim Nguyên, sao giờ này vô trễ với ta? Minh Ngọc. Cả nhà có muốn ủng hộ tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường thì liên hệ với Khởi nhà đặt vé nha. Vé có 4 loại vé, phải VIP là 1 triệu nè, rồi 700, 500 và 300. Cả nhà đến xem vào ngày 13 tháng 6 tới. Sẵn đây giới thiệu cả nhà luôn là tháng này, tháng 6 tháng tới là em sẽ Khởi có tham gia một cái vở bên Ngân Mãi Chuông Vàng, đó là cái vở dạ xin chào Ngọc Liên Lâm, xin chào dì Chính, cháu Mai, xin chào cháu Mai. Vở Một Ngày Làm Vua, Một Ngày Làm Vua,
Vở này xem chắc cũng hài hài lắm, cả nhà nhớ đón xem nha. Hình như là trực tiếp bên trên đài HTV vào ngày 21 tháng 6 thì phải. Đúng rồi, 21 tháng 6 Ngân Mãi Chuông Vàng, tháng 6 năm 2020, ở nhà nhớ đón xem nha. Trong cái vở đó thì Khởi đóng vai em của vua. Con xin chào dì Chính, dì Chính khỏe không? Lê Nguyễn, Châu Mai. Hồi nãy ai nói gì quên rồi. Xin chào Vũ Đào. Ngọc Vi, em ở đường nào? Gần đây thì gửi chút xíu xong à, chút xíu tới à. Nhà ơi, cho em xin một like và chia sẻ giùm em nha. Để em kiếm bài hát hát cho cả nhà nghe nữa. Cả nhà có ủng hộ em được món gì không? Để em giới thiệu lại cho cả nhà nha. Đây là mắm cá linh chưng. Mắm cá linh chưng đặc sản của Long Xuyên An Giang. Em lấy từ đại lý ở Long Xuyên luôn á. Long Xuyên An Giang, một thùng như thế này là có 6 hộp. Một thùng 6 hộp. Khui ra là ăn là giống như cá mòi vậy đó. Rất là dễ ăn. Ăn nóng ăn lạnh gì cũng được hết á. 16 hộp. À, đường C4 hả? Rồi cũng gần rồi. À, một thùng như thế này thì có 286k mắm cái linh chân nha cả nhà. Còn đây là cái linh kho mía. Cũng như thế này luôn. Khui gà lan 279k. Xuất xứ từ Long Xuyên An Giang, cái linh kho mía. Khui gà lan à, thơm lắm. Đây là chân vịt. Chân vịt xuất xứ từ Đài Loan. 100% Đài Loan nha cả nhà. Một bịch như thế này là nó tới 30 cái lận mà có 350k thôi. Đó, bảo đảm cả nhà chất lượng luôn, rất là ngon. Cay cay vô the ăn là ngon. Đây chân vịt nè, nó giống gì nè. Một bịch nó có một cái như thế này nè. Nó dễ ăn xé rồi. Này người ta là chế biến sẵn cho mình luôn à, giờ là ăn thôi. Cảm ơn Mỹ Trang, mắm ngon mắm ngon. Đó, còn đây là ớt xiêm rừng tiêu xanh ngâm mắm nhỉ. Đó. Ai mà ăn ớt là thích cái món này lắm luôn á. Để tủ lạnh là ăn 3 tháng. Đúng không? Đúng rồi, 3 tháng luôn. Khui ra là ăn nè. Đó, còn đây là bắp bò hoa tiêu. Bắp bò hoa tiêu. Một hộp như thế này. Ủa quên giới thiệu. Cái này là một hộp này là tới có 190k nha cả nhà. 5 hộp em miễn ship hết toàn quốc. Đó, còn đây là bắp bò hoa tiêu nè. Ớt, tỏi và bắp bò nó người ta lát sẵn, mình sẵn hết trơn luôn nè. Dễ về chỉ khui gà ăn thôi. Đó, rất là dễ sử dụng lắm cả nhà. 280k một hộp như thế này. Miễn ship 5 hộp nha cả nhà. Đây là Mỹ Trang cho một bắp bò. Ok Mỹ Trang. Thank you Mỹ Trang. Bây giờ thì em ở về quê rồi. Ok em. Quê em ở đâu? Quê em ở đâu gần đây không? Nếu như mà em ở lâu á thì anh gửi được luôn. Thì gửi miền Tây là khoảng chừng 2-3 ngày là tới rồi. 2-3 ngày là tới miền Tây rồi. Là tới dưới rồi. Đây là trà hoa ngũ cốc nha cả nhà. Trà hoa ngũ cốc thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, an thần, giảm cân, lấy lại vóc dáng. Phù hợp với những người nóng gan, bốc quả, thời kỳ sao xanh, rất tốt cho phụ nữ sao xanh luôn. Trà hoa ngũ cốc, 5 loại hoa, rồi gạo lứt nè, rồi gạo lứt huyết rồng, rồi đậu đỏ, đậu đen, 5 loại hoa kết hợp, một hộp 90k thôi. Hai hộp là được miễn phí tặng thêm một cái này. Hai hộp tặng một cái bình thủy tinh như thế này, đừng uống luôn. 5 hộp thì miễn ship luôn nha các nhà. Còn đây là trà hoa nhài. Trà hoa nhài, trà gạo lứt hoa nhài, tác dụng là đâu ạ? Cũng an thần nè, dễ ngủ nè, giảm lựa, giảm gì mỡ trong máu, cholesterol gì đó. 130k một hộp. Hai hộp cũng được tặng, kèm theo một cái ok mấy trang bắp bò. Bắp bò gì bây giờ? Dạ gì tư. Ủa, dì Năm. Con sorry, dì Năm.
Dạ bắp bò này là người ta ăn bắp bò hoa tiêu là người ta chế biến sẵn cho mình là gì vậy Nam? Đó, người ta để sẵn trong đây cho mình luôn, là mình chỉ về mình khui ra ăn thôi. Bắp bò ăn là ngon vậy Nam, người ta lát sẵn cho mình hết rồi, trong đây nó ngâm đó. Thì cái này nếu mà Nam để trong tủ lạnh thì ăn khoảng 3 tháng lần á, nhưng mà để ở ngoài là ăn khoảng 1 tháng, còn để trong tủ lạnh là ăn 3 tháng, ăn ngon lắm. Một hộp chỉ có 280k vậy Nam ơi. Đó, còn hoa nhài là 130k nha. Mua hoa nhài này và hoa ngũ cốc là đều được, hai hộp trở lên thì đều được miễn phí tặng một cái bình như thế này, hy tinh. Bọc đồ gì đằng sau luôn em vậy? Dạ cái đó là cái này nè, là chân vịt đó, chân vịt xuất xứ từ Đài Loan, 100% Đài Loan nha các nhà. 350k chỉ có một vịt này thôi, một vịt nó tới 30 cái này nè, 30 cái ăn là ăn bắt ngay luôn, ăn là ăn liền luôn á, chế biến sẵn, ăn khui ra là ăn ngon lắm. Mà đặc biệt nha, cái món này nè, ai mà thường mà mệt tay chân á, bị rung á, thường có một số người mà người ta bị rung tay, ưa bị rung tay vậy nè, đó, cầm viết hoặc là cầm sổ chỉ rồi đó ha, là ưa bị rung tay nè, ăn cái này là điều trị rất là hiệu quả luôn nè. Chân vịt số 1 luôn á, chị rung tay. 350k một bịch là có 30 cái, miễn ship em sẽ là 5 bịch luôn nha cả nhà. Đó. Rồi đây là trà gạo lứt. Cái món này là được mọi người ưa chuộng với cái món này và cái món mắm chân nè, cái lên chân không biết nè. Dễ uống, dễ dùng lắm, thơm ngon, Khởi cũng đang sử dụng luôn nè. Đây, ngày nào cũng uống chân á. 150k một hộp như thế này thôi, gần cả ký lô luôn á. Giảm cân là hiệu quả luôn á. Thấy hổng gầy ốm lại lần sao? Nhà thấy ốm lại luôn. 150k nha, 5 hộp này miễn ship hết nha cả nhà. Ok, Kim Quyên. Huấn võ. Dạ, gì Nam? Mai Lâm, gì Mai Lâm, 3 hộp bắp bò. Dạ rồi, để mai con gửi cho gì Nam. Dì Nam ơi, dì Nam uống trà được không dì Nam? Uống trà có hiệu quả, uống trà thấy tốt không dì Nam? Xin chào anh Nguyễn Huy Cường, Lâm Thị Kim Cương. Kim Nguyên 2 hộp ngũ cốc. Rồi, Thanh Kiều, Kim Nguyên. Ngọc, dạ dì Chính, dì Chính nói sao dì Chính? Tư trả tiền nha. Đây còn đây là nhang thảo dược, làm một từ 100% thảo dược, lá khuynh diệp và lá huế, xuất xứ từ Hà Tĩnh nha cả nhà. Hà Tĩnh. Dạ gì Chính, dạ gì Chính, gì Nam. Dạ trà rất là ngon, con cũng uống thường ngày luôn mà. Đây con đang uống luôn nè. Rất là thơm. Uống mà đặc biệt trà gạo lứt mà để ấm á, uống nước ấm là thấy rất là thơm. Uống là ghiền luôn. Ok Phúc Vũ. Đây, nhang này là một hộp chỉ có 120 thôi. Cái này mà ai mà xài ở nhà chung cư, nhà phố này nọ rồi, có nhà nào mà thấp là dùng được hết. Nó khoảng chừng 3 tấc à. Khoảng chừng gần rưỡi đó. Thì rất là dễ dùng. Không có bị cay nè, mùi cũng dễ chịu nữa. Mùi rất là dễ chịu. Nó thơm nhưng mà nó không có bị lố, không có bị nồng. Đó. Một hộp 120k, hai loại nha, quynh diệp và quế. Dễ dùng lắm. 5 hộp cho lên đây miễn ship hết. Xin chào Lý Phương. View lại ngũ cốc. Đây ngũ cốc là đây nè. Thành phần là gạo lứt huyết rồng nè, đậu đỏ, đậu đen, xanh lòng, hoa hòe, hoa nhài, hoa hồng, cỏ ngọt, thảo huyết minh. Đó, công dụng là thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, an thần, giảm cân, giúp cho làn da tươi trẻ, căng mượt. Rồi phù hợp với những người bốc quả, nóng gan, sao phụ nữ sao xanh uống được hết. Một hộp như thế này chỉ có 90k thôi. Hai hộp thì được tặng một cái bình thủy tinh. Hai hộp trở lên được tặng một bình thủy tinh. 5 hộp thì em miễn ship hết.
chào Lý Quỳnh, Lê Quỳnh Châu, Lý Phương. Dạ chị Nam lấy này ăn dài ăn thử đi, ăn ngon lắm á chị Nam. Cái này là người ta lát xác sẵn cho mình hết rồi, giờ chỉ khui ra là ăn thôi à. Còn đây là chân vịt nha cả nhà, chân vịt xuất xứ từ Đài Loan nha, 100% Đài Loan chứ không phải Trung Quốc nha. Một vịt có 30 cái đây, 30 cái này khui ra là ăn thôi, người ta chế biến sẵn cho mình hết luôn rồi. Như hồi nãy Cởi nói là ai mà cái người nào mà bị thì mà gọi là gung tay gung chân á, cầm viết mà gung tay hoặc sỏ chỉ không phải gung tay, ăn chân vịt này đặc biệt không, đặc chuyên trị luôn đó, chỉ mấy người gung tay gung chân gung tay là ngon. Một vịt chỉ có 350 gram thôi mà tới 30 cái nè, rồi ăn chút xíu là hết luôn. Những cái món hàng mà Khởi giới thiệu đó thì nói chung là món nào cũng vậy hết, miễn mà năm hộp trở lên thì đó, tất cả là được miễn ship hết nha. Dạ dì Chính kêu mẹ trả tiền đó. dạ con biết rồi, nếu trà uống ấm thì đó về. Dạ dì Năm, tại con uống, tại thường thường con cũng uống, con để trong cái bình cách nhiệt á, rồi sau đó con thí dụ như con mà con muốn uống là con rót ra chút xíu rồi con uống luôn, mà chứ con không có để nó nguội. Này uống ấm nó thơm, nó vừa thơm mà nó dễ chịu lắm. Ngon. Uống là ghiền luôn á. Dạ anh Nguyễn Huy Cường. Rồi anh ở bên đó rồi em gửi qua anh uống được không? Hứa luôn là đặc biệt là uống là sẽ giảm cân luôn. Sao vậy dì Nam ăn được á. Nó cũng dễ ăn lắm, nó mềm lắm. Họ đã chế biến sẵn rồi. Người ta nêm là chế biến sẵn cho bạn này ăn rất là dễ ăn, nó cũng mềm, nó cũng không có đến nỗi khó ăn nữa. Dì Nam ăn thử đi. Dì Nam lấy một bịch ăn thử đi. Nếu mà ăn được thì dì Nam lấy còn gửi sao cũng được. Anh Cường ơi, em muốn là em giảm cân đó, hôm mặt coi em là mấy đợt trước là online luôn đó, mà bây giờ nó bớt rồi nè, thấy không? Dạ. Dạ. Hello cả nhà. Chị Diễm Thanh về nha cả nhà. Nãy giờ bỏ em trai ở nhà một này, mình tự đi. Xử rất là tội nghiệp. Nói đi em. Có anh gì kêu ơi, view lại đó. À, anh Phúc Vũ nè, anh Phúc Vũ ơi. Phúc Vũ hỏi trà nào vậy Phúc Vũ? Trà hoa ngũ cốc hả? View lại trà hoa cốc đây. Trà hoa cốc là trà này nè, Phúc Vũ đây. Cái này là thanh lọc cơ thể nè, điều trị mất ngủ, an thần, giảm cân, lấy lại vóc dáng và dành cho những người nóng gan. Là trà này, một hộp thì 90.000, hai hộp là Thanh sẽ tặng một cái bình này. Hai hộp sẽ tặng một cái bình này nha. 90.000 một hộp thôi. Của Đài Loan thiệt hả? À, dạ đúng rồi, này cô Mai Lâm là Dì Năm á. Dì Năm dạ. Hả? Dì Năm ơi, 100% của Đài Loan á dì Năm. Tại vì cái này là không phải tụi con đi mua, mà cái này là của người bạn ở bên Đài Loan á dì Năm. Tụi con nghe từ Trung Quốc tụi con cũng đâu có dám xài đâu. Người bạn bên Đài Loan họ xách tay về, và cái này là tụi con bán rẻ hơn thị trường là 100.000. Lý do là bạn xách tay về cho nên không có tốn tiền phí. Tại bạn con bỏ đồ Đài Loan cho bên Việt Nam mình nè. Ở Đài Loan rồi bỏ cho bên Việt Nam, rồi cái là sẵn kiện hàng rồi gửi về cho tụi con luôn khán giả, cho nên là họ ủng hộ con chứ không có lấy tiền cước phí, cho nên là tụi con bán rẻ hơn thị trường 100.000, nhưng mà 100% là của Đài Loan chứ không phải của Trung Quốc ngay gì Năm. Kêu gì Năm ngọt xớt ha. À, gì đúng không ơi, Phúc Vũ ơi, nè trà này là Phúc Vũ nè, trà là hoa ngũ cốc, là có 5 loại hoa, mỗi một hộp như vậy á là 90.000, mà hai hộp thì Thanh sẽ tặng một cái bình này nha. Còn cả nhà ơi, có cái trà này nè cả nhà, nãy giờ chắc Khởi không có giới thiệu đâu, đâu biết đâu giới thiệu. Trà này nè cả nhà. Đây. Trà này nè. Trà này là trà xả bạc hà chanh. Trà chanh xả bạc hà. Cái trà này á là có chanh nè, có xả, có bạc hà, có lá dứa, giúp cho hơi thở thơm tho. Tinh chất từ lá xả và lá dứa loại bỏ mùi hôi miệng, hiệu quả
Lá trà dứa có thể chữa chứng chuột rút, co thắt đường tiêu hóa, nhất là thắt cơ dạ dày, đặc biệt là kháng khuẩn lợi tiêu. Là cái này nè cả nhà, cái này là trà này nè. Em xin chào chị Lệ Hằng, xin chào Kiều Du, đây là trà mới nè cả nhà. Trà này á, Thanh nghĩ là cả nhà mình nên, mỗi một gia đình nên có một hũ. Vì sao? Vì để khi mà mình cảm cúm, cảm gì đó, là mình lấy một trà này mình uống sáng, trưa, chiều là sẽ bớt hết cảm. Tại vì trong đây có thành phần là xả nè, cam nè, lá bạc hà nè, rồi có tắc nữa. Cái vị uống á, thì uống vô á, xong nó hơi ngót ngót, giống như là mình ăn cái cơm thảo vậy đó. Đây, cái này là hôm bữa trước em mới uống rồi nè. Cái này mà khi mà uống vô á, nó cũng có cái vị chua chua đó, cũng có gì mùi chanh mùi tắc á. Rồi sau đó là vừa uống vừa hết, vừa ngậm vô nuốt vừa hết là cái lưỡi mình nó sẽ có cái vị ngọt. Có đâu, cho uống thử trà gạo lứt không em, uống giảm cân được thì mới cho thiệt. Uống thơm luôn, ngon lắm. Anh Quy Cừa ở đâu? Anh ở bên nước ngoài. Ở bên nước ngoài á. Chết rồi. Ngoài sao em gửi được? Nếu như mà gặp Việt Nam em cũng gửi cho anh uống thử luôn. Bao thử. Dì Năm một túi chân vịt ăn thử ngon, dì Năm với thêm. Dạ, cảm ơn dì Năm. Cả nhà ơi, cả nhà, nãy giờ Thanh để cho một mình Khởi ở đây là tội nghiệp Khởi. Kim Nguyên hai hộp trà ngũ cốc có ghi rồi hả? Kim Nguyên hai hộp trà ngũ cốc. Ghi rồi hả? Ngọc Liên Lâm một hộp trà mới đi. Ok Ngọc Liên Lâm, trà này ha. Dì chín hả? Dì chín. Cái trà này uống tốt lắm á dì chín. Cái trà này là trị cảm nè. Con nghĩ là mỗi một gia đình là nên có một cái hộp trà này, vì cái trà này khi mà mình cảm thì chính là mình uống vô. Tại vì có chanh, rồi có xả và có lá bạc hà. Con uống rồi mà con thì con hơi khó uống, vì tại vì con là khó ăn khó uống lắm, nhưng mà Khởi là uống thở nó được. Mà con uống thì con thấy tại vì nó có mùi nó có cái cay của cái này thì chính nó cay của cái bạc hà với cay của cái vỏ chanh với vỏ tắc á, cho nên là nó hơi dạ, nhưng mà con nghĩ là nhà mình nên có để khi mình giải cảm, nhất là những người uống rượu nè hoặc là những người bị cảm thì uống cái trà này là tốt nhất. Đây là trà này nè. Dạ, để con gửi cho chính nha. Cảm ơn dì chính. Gửi chung ba hộp bắp bò nha. Dạ, Thanh. Dạ, dạ. Con cảm ơn dì Năm hả? Dì Năm, dì Chính, trời. Dì Năm là Mai Lâm, còn dì Chính là Ngọc Liên Lâm. Dì Chính ơi, dì Chính với dạ, dì dạ. Năm mưa mốt cho con gặp mặt với dì Chính, dì Năm nha. Con chưa biết mặt hai người, con chưa biết mặt. Khách hàng thân thiết. Gửi chung với dì Năm luôn. Dạ, dạ dì Chính, dạ dì Năm. Chị Tề, Nguyễn Tề, chị ơi, chị Dùng bên đây hàng bên đây chưa chị? Chị có Tề. Có ý không chị? Chị Tề ơi, hôm bữa chị Dùng sao rồi chị Tề? Hôm nay có mấy món mới này chị Tề có muốn dùng không? Chị Tề ơi, em có cái này nè chị Tề, đây là cái này là bắp bò nè. Hồi nãy á em hát ở bên dạ con cảm ơn dì Liên Lâm là dì Chính hay dì Năm? Dì chính con cảm ơn dì Chính. Em có cái này nè, cái này là bắp bò. Hồi nãy em đi qua bên trên bên 175 ở bên Nguyễn Hình Chiểu em hát á, em đem cái này qua luôn để đưa cho mấy anh ăn thử á. Sau khi ăn xong rồi kêu em đem qua tiếp thêm mấy hộp nữa cho mấy anh đem về. Ở trong đây là thành phần là có bắp bò họ nấu với mắm nhĩ á, ăn rất là ngon luôn, mà mềm và cái độ dai của gân nữa. Thêm hai hộp trà cảm cho dì Năm. Dạ cảm ơn dì Năm. Dì Năm thêm hai hộp trà cảm nữa. Ngày nào mà Facebook tụi con á mà livestream lên mà có mấy gì vô là tụi con mới bán được. Mấy gì mại hơi là tụi con bán được, còn không tụi con bán vắng. Bữa nay vắng anh Hải Bằng. Nay không có anh Hải Bằng, biết đâu mất tiêu. Hải Bằng đi bên đi Campuchia rồi. Dạ. Đây nè, đây là cái lợn, cái này nè. Cái này nhưng mà cái này là ăn được, bỏ được, ăn được 3 tháng. Mình ăn bỏ không hết mát. Đó. Mình để trong tủ lạnh, ăn mát và ăn rất là ngon, rất là nhiều miệng. Ăn này rất là nhiều miệng. Cái này là hồi nãy tụi con ở bển á thì là ở bên quán á, họ lấy ra cái họ thái nhọn mỏng ra, cái họ để một chén muối ớt chanh với lại tụi con cuốn với lại bánh tráng với lại cái gì nãy bánh tráng dưa leo với lại khế, ăn rất là ngon luôn á dì Năm. Mắm mì thử làm nói gì vậy? Hello Thanh, hôm nay có con
con khỏe. Con không khỏe mà không có trà uống. Mà sao chắc tụi con tìm cách nào gửi qua bển cho cô quá. Chứ để cô không có, bữa nay cô không có dùng cái gì hết trơn. Cô ơi, cô muốn tụi con gửi qua bển cho cô không? Có dịp mấy dì gặp con nha Thanh. Dạ, con cảm ơn dì. Dì Mai Lâm là dì thứ 9 hả? Thứ 5. Còn dì kia là Ngọc Liên Lâm thứ 9. Dạ, con cảm ơn dì Năm. Để khi nào mà có dịp con về dưới con gặp mấy dì nha. Xin chào Nguyễn Thanh Phong. Đây là mấy tổng là tên Lâm. Đây về. Chào em. Xin chào. Đó, mà đây là loại trà mới. Cái trà này, cái trà này là, còn đây nè, đây là ớt. Ủa, cái này là, cái này giá là 280 ngàn. Là cái giá của bắp bò nha cả nhà. Bắp bò 800g 290 ngàn. 280 ngàn chứ. Rất là ngon, ăn rất là vừa miệng luôn. Hồi nãy con qua bển con bán cho người ta mà con ăn quá trời. Con đi hát con bán cho người ta mà con ăn quá trời. Lát nó hỏi nữa nè. Chú nói chị cần lát nó hỏi nữa nè. Chú ơi, bữa nay con xấu hổ lắm, con đi qua bển con hát. Rồi con đem cái bò này qua bển nè. Hỏi gì chú? Thì chị hỏi dì Năm với lại dì Chính á, cứ lộn hai dì hoài á. Con đem cái này qua. Con mời giống như là con nói với mấy anh là con bán cái này nè, mấy anh nó thôi giờ đem qua đi. Đem qua đi rồi anh ăn ngon thì anh mua tiếp. Cái con đem qua hai hũ. Rồi cái mấy anh ăn ngon quá, cái mấy anh nói là vậy rồi đem, em đem qua cho anh mấy anh mà 5 người, mỗi người mỗi hũ. Mà mấy hũ đầu tiên là một mình con ăn luôn quá trời ăn luôn. Mà ăn ngon lắm chú, để bữa nào con đem qua cho chú hộp cho ăn thử nha. Bây giờ chú quảng cáo cho con. Gì mấy? Thì đó, tại vì gì nè, gì Năm với gì Chính gì hỏi gì nào rồi đó. Cả nhà đây là, cả nhà đây là bắp bò. Bắp bò nhưng mà cái này chỉ sử dụng được 3 tháng thôi. Mình ăn không hết thì mình để tủ lạnh. Trời ơi. Và đây nè, chừng tuần ăn hết rồi. Và đây nè cả nhà, đây là ớt. Đây là ớt, ớt sim rừng ở Gia Lai á cả nhà, người ta cũng ngâm mắm nhỉ, ớt sim rừng. Rất là ngon luôn. Đây là ớt. Đây là ớt sim rừng. Ai mà quá khẩu ăn ăn cay là vô mánh luôn. Làm mình chỉ cần mình bới một chén cơm trắng ra ha, cái múc một lấy một miếng ớt rồi lấy miếng nước mắm trong đây là ăn ngon dữ lắm luôn. Trời ơi. À, nhà má Mi là họ Lâm. À, con trai. Con trai gì mà không biết họ mẹ gì hết trơn á. Anh cả nhà, cái này là dạ, ớt. Con sorry. Ớt là nhiêu hũ vậy con? Ớt, ớt sim. Ớt sim là 190.000 một hũ. Mỗi một hũ là 800g luôn nha cả nhà. 800g. Mình để mình có thể ăn ăn ba ớt thì để ăn lâu 3 tháng, 6 tháng được là ớt sim. Và đây là trà mới luôn, trà này nè. Trà này là giống như là trà chanh xả bạc hà để cho cảm rồi hơi thở thơm tho rồi, đó là trà này. Làm trà này là bao nhiêu ta, trà này là 130, trà này là 130 nha cả nhà. Trà bằng với trà hoa nhài luôn. Uống rất là ngon. Còn đây, đây là trà quen thuộc mà mấy ngày nay con bán rất là được. Đây là trà hoa ngũ cốc. Có mấy người á mua trà này xong rồi. Rồi sáng này mới nhắn tin cho chị là đặt thêm 5 hộp đó, Hiếu á. Nó đặt thêm 5 hộp đó. Đây là trà này là trà hoa ngũ cốc. Một hộp là 90 ngàn. Hai hộp, Thanh sẽ tặng một cái bình này. Món hàng thân thuộc. May làm một hộp ớt nữa nha Thanh. Dạ, con cảm ơn gì. Dì lấy một hộp ớt nữa. Yeah. Con cảm ơn mấy dì. Trời ơi, thương mấy dì quá. Con nói cho chừng dì còn không biết dì Năm hay dì Chính nữa. Hả? Dì Năm, còn dì kia là dì Chính. Dì Liên là dì Chính. Chào em, xin chào Lan. Xin chào. Ớt xanh sim cay không em? Em nghĩ là chắc hơi à. Hơi, có nghĩa là cay mà cay mình ăn, em ăn được á. Có nghĩa là bản thân em tại không ăn cay được. Tại nhưng người mà ta cay... ngâm á, người ta ngâm nước mắm, ngâm nước nhĩ. Với lại cái loại cay này không có hổn anh ơi. Anh Quốc Trần nè, cái loại cay này không có hổn mà ngâm nước mắm, họ ngâm mắm nhĩ á, ăn rất là được, ăn rất là ngon. Em cũng, em có ăn trong hũ kìa. Xin Thanh chào Luân. Nè cái hộp Thanh Luân ơi, em ăn ớt không Thanh Luân? Hộp này nè là 100 ăn ớt bên đây nè, mấy ngon ớt nè. Sim mắm nhĩ 190 ngàn là 800g, ăn rất là lâu, ăn rất là ngon. Anh ăn thử một hộp đi Quốc Trần ơi. Ớt xanh ngâm mắm nhĩ nha cả nhà. Ớt xanh ngâm mắm nhĩ. Còn bắp bò cũng ngâm, cũng rồi mắm bắp nhĩ bò luôn. Cũng ngâm mắm nhĩ. Mắm bắp bò mà ngâm mắm nhĩ, họ để nguyên một cục sẵn cho mình luôn, rồi mình về mình chỉ thái mỏng ra. Nhưng mà ăn. Cái này đã thái rồi. Không chưa. Có
chưa có thấy, chỉ có thí dụ họ cân á, họ cân mà thí dụ giống như một củ tiêu nó không đủ thiếu thì họ thêm bỏ vô thêm à. Chứ họ không có thái, chưa có thái. Để tại vì thái ra rồi mình để ấy là ăn đâu có ngon, phải thái, không có thái là nguyên một cục trong đây nè, là một cái này là bò, bắp bò hoa tiêu, là trong đây nè có họ họ ngâm nè ớt tỏi. Hâm tỏi ngâm tiêu dở ra rất là thơm. Một hộp bắp bò như vậy á là 280k, hôm bữa con lấy về chỉ có 30 hộp thôi, mà con đăng trên Thanh đăng trên Facebook á, chứ chưa có livestream, chỉ đăng Facebook thôi thì Thanh đã bán được 10 mấy hộp rồi đó, mà rất là ngon. Đây là trà, đây là bắp bò ngâm mắm nhỉ, một hộp như vậy là 280k. Ủa rồi mắm chưng của chị đâu rồi? Không? Mắm chưng nãy giờ đâu? Đây, đây là mắm chưng. Món quen thuộc á. Cái món quen thuộc, cái món này là giống như bây giờ nó là chính luôn vậy đó. Cái món này là mắm chưng, đặc sản ở An Giang. Đặc sản ở An Giang là mỗi một thùng như vậy là Luân ơi ăn mắm chưng đi em. Mỗi một thùng là 6 hộp, mắm chưng là 286. Ờ với cả nhà ơi, bây giờ là tiền ship rẻ lợi nha cả nhà, lý do là Thanh với Khởi là giao hàng nhiều á, cho nên là đầu tiên thật sự là Thanh với Khởi không có biết, mình chỉ thấy cái đó giao hàng rồi mình. Còn mắm chưng không? Dạ còn. Dì Chính ơi con còn á, cho dì Chính. Dì Chính một thùng. Một thùng dạ dì Chính. Xin dạ dì Chính để con gửi thêm dì Chính. Ngọc Sĩ Hồ hai chị nào cưới kìa. Hai chị khi nào? Trời ơi. Nó là em. Đây là em là giống chưa, như là em kết nghĩa của chị vậy đó. Là nó vậy là Ngọc Sĩ Hồ chưa có tìm hiểu lịch sử rồi. Lịch Khởi sử Khởi với chị giống như là hai chị em vậy đó, hai chị em mà giống như là ruột luôn vậy đó. Quá ngon bà con ơi. Cảm ơn dì Nam. Con cảm ơn dì Nam. Đây là mắm chưng nè cả nhà, mắm chưng một thùng như vậy là có 6 hộp, mỗi một hộp là 286. Hộp này là một Khởi. Thùng, Khởi dành ăn với lại con luôn á dì Nam. Hôm bữa là hai chị em đi hát về mệt quá không có gian, con khui một hộp này ra con ăn rồi Khởi dành ăn với con luôn, ăn hết nguyên một hộp luôn, con tới chuyện con ra ăn không còn luôn vậy Năm. Đây là mắm chưng rất là ngon nha cả nhà, tại vì cả nhà cứ yên tâm, Thanh với Khởi mà bán những giới thiệu những cái sản phẩm mà đến với cả nhà mình á là Thanh với Khởi sử dụng hết, những cái này là nhà sử dụng hết, cho nên cả nhà yên tâm dùng nha. Xin chào Sunny Quỳnh. Đây là mắm chân. Chào Diệu. Rồi đây là con. Đây là cá linh. Cá linh khô mía. Cá linh khô mía thì Thanh không có ăn được, chỉ có Khởi ăn được thì Khởi giới thiệu thôi. Khởi cái này là ăn Khởi và anh Dũng với nó là rất là ngon, rất là thơm, giống như cá mồi vậy. Đúng rồi, giống như cá mồi mà cái. Chứ cái này là con không có ăn, không biết ăn cá. Người ta kho rượu giống như cá mồi luôn rồi. Đây là mắm chân cũng một thùng như vậy. Một thùng là 6 hộp là 279.000. Đây là mắm cá linh khô mía. Còn món này, cái này là chân vịt, mà chân vịt của Thanh á là 100% là ở bên Đài Loan nha cả nhà, vì tại vì là cái này là Thanh không có Duyên Nguyên Thanh không có lấy ở bên đây, mà Thanh có một người bạn của Thanh ở bên Đài Loan á, cũng là một người khán giả luôn, chỉ gửi đồ về cho bên thật sự là cái đợt dịp dịch vừa rồi á thì chỉ về đây á, sẵn sách cái này về để tặng cho Thanh rồi ăn rất là ngon. Mà cái này là Thanh đã thấy Ngọc Nhi mà Chuông Bạc đã ăn từ lâu rồi, mà Thanh cũng không có cũng ăn vậy đó, nhưng mà cũng không, cho nên là lúc đó không có để ý, không quan tâm cho lắm. Nhưng cái mùa dịch đó rồi ăn nhiều quá thành ra ngon, người ta mới thấy ngon mới gửi cho cả nhà. Nhưng mà đặc biệt là ở chính gốc ở Đài Loan không phải của Trung Quốc, vì người của Đài Loan gửi về cho Thanh, vì chị gửi những cái kiện hàng quần áo rồi đó sẵn ở trong đó, chị gửi này luôn cho Thanh mà khán giả, cho nên là họ không có lấy tiền ship vậy, họ chỉ gửi về cho Thanh thôi, Thanh chỉ trả lại cái tiền vốn thôi chứ không có lấy tiền ship, hoàn toàn không có lấy tiền ship, cho nên là Thanh bán cái này rẻ hơn ở ngoài là 100.000. Tại vì á anh Minh Hoàng nè với lại thầy Trần Ngọc Giàu á, Kim Thùy xin chào em, thầy Trần Ngọc Giàu á là đã có mua cái này ở ngoài rồi là 450. Còn Thanh chỉ bán 350k thôi. Bảo đảm ngon luôn dì Nam, con ăn con ghiền luôn á. Mắm chưng hợp nhiên luôn. Ăn dì Nam nói là dì Nam hiếm ăn đồ hộp lắm. Dạ. Nhưng mà ăn ngon thiệt. Dạ dì Nam, con cảm ơn dì Nam. Đây nè cả nhà. Đây là bịch này là có 30 chưng là 350k. Đây là chưng vịt nha cả nhà.
5 bịch sẽ được miễn ship nha cả nhà. 5 bịch trở lên thì Thanh với lại Khởi sẽ miễn ship. Một like và chia sẻ bài nha cả nhà. Chia sẻ bài dùm cho Thanh với lại Khởi nha cả nhà. Thí dụ nếu như mình không có ủng hộ được gì thì ủng hộ cho Thanh với Khởi một like nha. Đến Kim Nhiên ngon lắm. Cảm ơn Kim Nhiên. Bữa Kim Nhiên mua gì ta? Kim Nhiên mua gì chị không? Còn đây. Đây là trà hoa nhài. Trà hoa nhài này dùng cho các cô chú bị lớn tuổi nè, tim mạch, huyết áp là uống cái trà này. À, thật sự là ba của Thanh là lớn tuổi, ba là 79 tuổi, mẹ là 74 tuổi, và ba với mẹ đó là hiện tại nhai là bị huyết áp, ba là hay tăng huyết áp á cả nhà. Mà Thanh á, Thanh mà bản thân Thanh là rất quý trọng cái sức khỏe của ba mẹ, cho nên là cả nhà yên tâm, ba mẹ Thanh đang dùng cái loại trà này. Mẹ Thanh thì bị bệnh tim, còn ba thì bị bệnh huyết áp, nhưng mà bản thân Thanh là rất quý sức khỏe của ba mẹ, nhưng mà ba mẹ vẫn uống cái trà này nè cả nhà, để là điều hòa huyết áp. Sáng vậy đó ba uống thay gì thường thường, hồi xưa là ba uống ưa uống trà bắc, nhưng từ khi mà Thanh kêu ba uống trà này là ba uống này luôn. Thì trong đây là có đậu đen nè, hoa nhài, đậu đen, đậu đỏ, hoa nhài, gạo huyết rồng. Cả nhà mình cứ cứ lên trên Google á, rồi bấm vô cái công dụng của trà hoa nhài là sẽ ra cái công dụng này nè cả nhà. Nếu như mà tại vì những lời giới thiệu của Thanh không có thuyết phục, cả nhà cứ lên coi tìm hiểu cái món nào mà hai chị em mà giới thiệu còn thiếu sót là cả nhà cứ việc mà không tin tưởng á, cứ việc mà lên Google tìm là có hết à. Đây là trà hoa nhài, một hộp như vậy là 130.000, hai hộp Thanh cũng vẫn tặng cái bình này nha cả nhà, hai hộp tặng cái bình này là 130.000. Còn đây nè, đây là cái trà này, trà mới. Trà này là trà chanh xả Bạc Hà. Là Thanh lấy về Thanh bắt Khởi thử nghiệm. Trà gì Thanh? Dạ, trà này nè. Không, giới thiệu trà kia kìa. Trà này hả? Dì hổ trà nhài. Dì hổ trà nhài hả, dì Năm? Chắc dì Năm đâu hổ trà nhài. Dì Năm, cái trà nhài này làm mình huyết áp, rồi tim mạch. Rồi máu đông có nghĩa là hôm bữa con đọc ở trên mạng á, thì là họ để là giống như mà cái động mạch cái mạch máu của mình á, mà nó giống nó tụ lại cục á, thì mình uống cái trà này nè, thường thường mình bị mấy cái đó thì mới bị tai biến, tại dồn máu lại sẽ bị vỡ. Nhưng mà cái này nè, người ta khuyên mình nên dùng cái trà hoa nhài là để, cho nên là con thấy con trước khi cho ba mẹ con uống và trước khi con bán á, là con đọc một chỉ công dụng và bản thân con uống trước, giờ con mới đưa cho ba mẹ con uống nè. Vì bà con hỏi ba mẹ thì ba mẹ nói uống là ngủ được, không có giật mình, ba con không có đi tiểu đêm, ba con uống cái này không bị đi tiểu đêm, ngủ ngon giấc, cho nên là ngủ ngon giấc, cho nên không có biểu huyết áp cái gì. Năm này là trà, này là trà hoa nhài. Ủa cái trà này gì Năm mua chưa vậy? Con không nhớ nữa. Hình như là con nhớ gì Năm mua trà gạo lứt với lại trà hoa ngũ cốc cái gì Năm, chứ hình như gì Năm chưa mua trà này á. Trà này trà hoa nhài dành cho những người lớn tuổi, những người tim mạch huyết áp cao lũ cái trà này. Còn thông thường những cô nàng mà muốn giảm cân gì Năm ấy, gì Năm thanh lọc cơ thể, hai hộp uống thôi, thanh lọc cơ thể là trà hoa ngũ cốc, rồi tiếp theo là trà gạo lứt là mấy ngày nay là con bán được lắm luôn nè. Trà gạo lứt đó là giảm cân có bé con gì, con Khánh My á. Khánh My bữa nay uống sụt được 2 cân. Mà Khánh My là uống chắc cũng được 2 tuần à. Sụt được 2 cân mới nhắn tin cho con, nói em cảm ơn chị, nhờ chị mày mớm được 2kg. Là cái trà này này về nè mọi người. Trương Trung Nguyên, trà này về làm trà đường. Được chứ, bình thường mà cưng. Cái trà này, những cái loại trà chị bán đều làm trà đường, trà nóng gì cũng được. Mình uống lạnh cũng được, uống nóng cũng được. Những loại trà chị bán kể cả trà gạo lứt luôn. Em mua cho bà xã em uống được á Nguyên. Gạo lứt luôn. Mà những người phụ nữ sau khi sanh là uống bình thường hết. Em muốn cho bà xã em uống được á. Bà xã em mới sanh bé sao. Trà này trà gạo lứt cũng vậy, trà gạo lứt là trà giảm cân. Nóng ga bốc quả thời kỳ mình sau sanh. Uống đá cũng được, uống nóng cũng được, nhưng mà bản thân của Thanh thì là Thanh uống nóng thôi, tại vì Thanh không uống đá được. Uống nóng thì nó thơm hơn cả nhà. Hay chưa mà không biết nữa. Má mi vô nói kìa. Dạ. Thương mấy gì quá à. Con thương gì Năm, thương gì đến, thương mấy mi quá trời luôn rồi. Con chỉ nhớ là con ship gạo lứt là nhiều. Con gửi gạo lứt là nhiều. Mai cho gì Năm 3 hộp gà. Dạ, dạ gì Năm.
Dì Năm ơi, chắc con bữa nào chắc con về dưới con thăm mấy dì quá à. Dì Năm, dì Chín nè, thương quá. Chà hoa nhài á. Thương mấy dì quá. Trương Trung Nguyên, em nếu như em mua cho vợ muốn về cái gì, về giảm cân hay là cái này là nè. Kìa, một hũ bao nhiêu chị? Em muốn hỏi trà nào, cái trà hoa nhài á, trà hoa nhài đi chị đọc lại công thức cho em biết nha. Trà ngũ cốc. Không, trà hoa ngũ cốc. Trà hoa ngũ cốc nè là thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, giảm cân, lấy lại vóc dáng cho làn da tươi trẻ, phù hợp cho những người nóng gan, bốc quả thời kỳ sau khi sanh, có nghĩa những người nóng gan là vẫn uống, là uống trà này là tốt. Đây là trà một hộp như vậy là 90.000. Mua hai hộp thì chị sẽ tặng một cái bình này để mình uống ha, chứ đừng để vào bình nhựa nữa không có tốt. Còn trà này là trà hoa ngũ trà hoa nhài là tim mạch huyết áp, dành cho những người lớn tuổi, tim mạch huyết áp là cái trà này là trà hoa nhài. Còn cái trà này á là trà gạo lứt, là trà giảm cân, giảm mỡ ở trong máu, trà giảm cân giảm mỡ trong máu mà chị đảm bảo là giảm cân chắc luôn. Nhưng mà những người phụ nữ sau khi sanh là uống được hết, mà nam cũng uống bình thường luôn, tại cái này giảm máu ở trong mỡ mà giảm cân, mà uống nóng cũng được, uống đá cũng được. Liên Lâm, mua thử thứ đi cho khỏi quên. Thôi mua đủ thứ đi cho khỏi quên. Ngọc Liên kìa. Dì Chính nói kìa. Thôi mua đủ thứ đi cho khỏi quên. Dạ, dì Chính. Đừng nghe dì. Mua thứ ít là được dì Chính. Hai dì có ở chung nhà không là hai dì ở riêng nhà? Không, ở riêng. Mà gần nhau không? Giảm cân kìa. Giảm cân vậy uống. Em lấy trà này đi em. Nếu mà giảm cân thì gạo lứt mới gạo ok. Lứt. Giảm cân là trà gạo lứt nhanh. Anh đang uống gạo lứt nè, giảm cân. Uống gạo lứt nhanh. Mỹ Trang cho Mỹ Trang ba hộp trà mới kìa. Khánh My cũng đang uống cái này đó. Nó tóm lại là nhiều người uống lắm. Mấy ngày nay chị bán hình như trà này giảm cân là nhiều nè. Rồi trà Mỹ Trang cũng đặt mấy cái món trà này là trà thanh lọc cơ thể, mát gan, an thần dễ ngủ. Trương Trung Nguyên, em lấy hai hũ gạo lứt ok em. Chị cảm ơn em nghe Trương Trung Nguyên. Em nhắn qua Messenger cho anh Khởi nha. Chị Kim Giáo, em xin chào chị Kim Giáo. Quốc Trần, trà nào uống mát gan không? Dạ có đây anh, trà mát gan là trà hoa ngũ cốc nè anh. Trà hoa ngũ cốc là thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, an thần, giảm cân, lấy lại vóc dáng cho làn da căng mượt, phù hợp cho những người bị nóng gan, bốc quả, và đặc biệt là những người thời kỳ sau khi sinh vẫn là uống cái trà này nè anh. Anh Quốc Trần, đây trà này là 90.000 một hộp, hai hộp. Trương Trung Nguyên nói bán anh Khởi cho em luôn vậy chơi. Hai hộp sẽ tặng một cái bình nha. Ủa sao bên đó không có thấy ta là sao? Không có thấy, ngộ lắm. Mà bên đây thấy nè. Bên người khác thì có. Đây là cả nhà Thanh đây. Đang giới thiệu trà mới. Tại Thanh đang giới thiệu. Trà. Ơi, em chưa mua trà đó. Đây là cái trà này. Dạ, xin chào chị Kim Giáo. Đây là cái trà này nè cả nhà. Ok Nguyên, anh sẽ về với đội em, về miễn phí luôn, khỏi bán luôn. Cái trà này là trà chanh xả Bạc Hà, mà theo Thanh nghĩ là cả nhà mình nên có một hộp này, vì cái này là nhiều công dụng lắm. Chanh với xả Bạc Hà thì cả nhà cũng biết rồi, chanh với lại xả đó thì làm mình làm cho mình khỏe, mình uống mình bị cảm gì này họ là uống tốt nè. Cái này nè giúp hơi thở thơm tho, tinh chất từ xả và lá dứa loại bỏ mùi hôi miệng, hiệu quả. Trà lá dứa có thể chữa chứng chuột rút, co thắt đường tiêu hóa, nhất là thắt cơ dạ dày, đặc biệt kháng khuẩn, lợi tiêu hóa, giảm lo âu và căng thẳng, tịnh tâm, thanh lọc cơ thể, giảm chứng đau nửa đầu kinh niên, giúp an thần ngủ ngon, là cái trà này nha cả nhà. Đây là trà này nè, trà này là 130.000 một hộp luôn. Một trà này là 130.000 một hộp, là cái trà này là Khởi và Thanh uống rồi. Anh Danh Hài dễ về tới rồi. Xin chào. Vô luôn đã tăng lên 200. Đây. Đây. Vô. Nha, đây là cái trà này là trà mới nha. Cả nhà mình trà mới nha. Đây, cả nhà ơi. Cả nhà hãy xem. Rồi ăn ớt chưa? Sự xuất hiện của Dũng Nhí. Ăn ớt xong một cái người thật, việc thật. Cái này cả nhà ơi, Thanh giới thiệu cho cả nhà.
bằng cái tâm luôn chứ không phải là gì gì mà mua một hai ba cái trà mà hay là Thanh với Khởi lời mấy chục ngàn mà nói dốc nó không có, hoàn toàn không có luôn. Hai dì ở riêng, dì chính có tiệm giải ở Rạch Giá, Rạch Sỏi. Dạ dạ mami, trà dễ uống mà ngủ ngon lắm, em cảm ơn chị Kim Giáo. Chị ơi khi nào hết thì chị ủng hộ em nha. Hôm bữa này chắc chắn chị chưa có trà này nè chị Kim Giáo. Trà này là mình nên có một hộp trong nhà nè, để khi mình bị cảm á, mình bị cảm là mình uống rất là tốt nè chị. Tại vì trong đây có thành phần là xả nè, chanh dây nè, ấy xả nè, rồi cam khô nè, rồi bạc hà, lá bạc hà đó trong đây nè. Mà cái đặc biệt những cái mùi trà của Thanh giới thiệu đến cho mọi người á, cho cả nhà mình á, là hương liệu tự nhiên hết, không có ướp hương nha cả nhà, không có giống như những cái loại trà mình uống thông thường, dù họ ướp hương lài, ướp hương này hôm kia, nhưng mà không có. Ở đây là hoàn toàn là 100% bằng cái tinh chất của thiên nhiên luôn. Cả nhà ơi, người thật việc thật, đây là nhà Thanh, là anh Dũng Nhí, là mê cái đây anh Dũng Nhí mê cái ớt sim, anh ăn chưa? Ăn rồi, ngon. Sao? Đây ngon mà, ngon thật sự. Cả nhà đây chính là Nam Thời Dũng Nhí. Thì sao chị mua thêm nha? Dạ em cảm ơn chị Kim Giáo. Đây anh Dũng Nhí là anh mê mấy cái này cả nhà. Ủa anh có bắp bò chưa, anh có để trong đó hũ chưa? Chưa, con kéo xa xa xíu nha cả nhà. Đây là ớt ngon lắm cả nhà ơi. Ớt này là ớt sim của Gia Lai nha cả nhà. Ớt sim, ớt sim rừng á của Gia Lai á, họ hái, nhưng họ hái là họ ngâm với nước mắm nhỉ, ăn rất là ngon. Đây cái này thử mới, thơm cay cay mà nó thơm lắm. Thơm phải không? Mà nó không có cay hổn đúng không? Không có cay xé miệng, cái này em ăn được mà. Một gạo lứt và một trà hoa nhài. Dạ cảm ơn Lâm Võ. Đây hai anh em ớt ngon không anh kìa? Anh Quốc Trần hỏi anh kìa, hỏi ớt ngon. Anh Quốc Trần hỏi anh ớt ngon. Anh Dũng Nhí là ăn á, ngon lắm. Nó làm vỏ mặn mà nó cay nhẹ nhẹ chứ không có cay, nó không có cay dữ, nó qua ngâm rồi cho nên nó cay nhẹ đúng không anh? Nó cay nhẹ chứ không phải là như mình ăn tươi, không bị nồng lắm, dễ ăn lắm. Anh tính kêu Thanh để dành lại ăn luôn chứ đừng bán á. Anh Dũng Nhí, hồi nãy em đi qua mình nha. Xin chào chị Hải Yến. Chị Yến ơi, lâu quá chị mới vô. Chị Yến ơi, chị mua này gì ủng hộ em không chị? Hôm bữa chị Yến là mua trà hoa ngũ cốc. Ôi em, chị Yến bữa mua, chị mua nhang. Chứ chị chưa có mua này nè chị Hải Yến. Chị chưa có mua những cái loại trà của em nè. Nhưng mà em chiếc này em gửi qua bên khu bên chị là rẻ rồi, cứ cước phí rẻ lắm. Hôm bữa gửi 40,000 phải không, nhưng mà bữa nay là chỉ còn 30,000 thôi. Ở các tỉnh là 30, miền Tây là 33,000, miền Trung là 35,000, còn ở trong thành phố mình là chỉ có 16,000 thôi, còn ngoại thành là 30,000. Đây nè chị, le trà hoa ngũ cốc, thanh lọc cơ thể, mát gan, điều trị mất ngủ. Đó là một hộp như vậy là 90,000, hai hộp em sẽ tặng một cái bình này. Đây trà này, còn trà này là trà giảm cân, trà này là trà gạo lứt nấu với lại đậu đen xanh lòng với lại lá dứa giảm cân. Mấy ngày nay em bán cái trà hiệu này quả rất luôn được nhà, này rất là hiệu quả luôn. Em đang một luôn. Hộp như vậy là 150k nha cả nhà, 5 hộp trở lên thì Thanh ship. Đây là cái trà này, trà giảm cân, giảm mỡ trong máu. Nhà Khởi lấy khỏi tốn tiền được được chị, qua nhà khởi tại em sợ chị không tiện á. Còn đây là trà chị khán giả. Còn đây là trà hoa nhài dành cho những anh chị, dành cho những cô bác. Cô bác mà lớn tuổi á, tim mạch huyết áp. Tim mạch huyết áp tai biến á là uống mấy cái trà này nè, là trà này trà hoa nhài. Đây là cả nhà, là 130,000 một hộp. Hai hộp thì Thanh cũng tặng một cái bình này, hai hộp mà 5 hộp trở lên thì Thanh phi ship nha cả nhà nha. Chú Hổ Bạch, một câu dòng bọc kìa, chú Hổ kìa, ông Hổ kìa. Còn đây là móng chân chị ơi, chị ăn móng chân. Hát cho chú Hổ nghe một câu dòng cổ đi Dũng Nhí. Móng chân đặc sản ở Long Xuyên. Một hộp như vậy là, một thùng như vậy là có 6 hộp là 286,000. Mắm hả? Mắm 286,000. Rồi á là cá linh kho mía là cũng một thùng là 6 hộp 279,000. Ăn rất là ngon nghe chị. Đây nè, anh Vũ cái món này nè. Chú Hổ ơi, chú uống trà chú xuống bụng cho chú Hổ.
Anh Dũng Nhí mới về chú Hổ, còn đây nè chú Hổ, đây là món mới. Món mới đây là bắp bò ngâm mắm nhỉ. Là có 8, có bao nhiêu trăm, 800 gram là 280 ngàn. Bắp bò ngâm mắm nhỉ ăn được, mình dùng để dùng được 3 tháng nha cả nhà. Để ăn, ăn rất tháng. Là vừa ăn. Mà ăn sao, ăn với cái gì? Không, ăn là gì là thí dụ tùy thôi anh. Có thể là nhiều khi thí dụ giờ anh cuốn bánh tráng là sao? Cũng được, thì hồi nãy em qua bên quán thì ăn cuốn bánh tráng. Còn cái anh bên kia thì anh sắc ra vậy đó. Rồi ông chấm muối ớt cũng ăn, mà rất là ngon, nó vừa miệng lắm. Ủa gì chấm mắm, mắm gì? Mắm nêm hả? Mắm nêm cũng ok, giống như bánh tráng vậy đó. Mắm nêm hả? Bắp bò ngon lắm luôn, em có để nhà mình nữa kìa. Ông Thắng nó dặn rồi đó, em đi nhá. Ờ em biết rồi. Là hồi nãy là Thanh chỉ đem hai hộp qua bên quán cho mấy anh ăn thử, ăn xong rồi ông lấy người hộp kêu người nhà đem qua, đây là bắp bò. À trà nào giảm cân dễ ngủ tan mỡ okay. Chị ơi, trà giảm cân là trà này nè chị. Giảm cân tan mỡ dễ ngủ. Cái trà này á thì giảm cân nhẹ thôi nhưng mà dễ ngủ an thần, tại vì em đang uống cái trà này nè, em là khó ngủ, em hay giật mình. Mà em muốn cái này nè. Còn cái trà này nè chị, trà này là trà giảm riêng cân. Chị giảm cân nè. Chị uống em tin là chị uống hộp thứ hai là giảm cân liền. Cái trà này mấy cái mỡ nhẹ nhẹ. Cái này là mấy cái mỡ mới đóng thôi. Dạ. Mỡ đóng lâu năm là phải uống lâu năm nó mới giảm mỡ trong máu này chị. Chưa uống không biết cách uống chị, chú. Trời ơi, chú mua tới giờ mà chú không biết cách uống. Thì chú pha giống như trà mình vậy chú. Pha giống như là chú bỏ vô 2-3 muỗng vô trong cái bình cách thủy. Giờ, còn là trong bình ly vậy đó. Cái nấu nước sôi. Mà trước khi nấu nước sôi là chú phải mua cái ấm. Đó, mua cái ấm, mà trước khi mua cái ấm là chú phải có tiền. Đó, chú chưa có tiền nên chú mua cái ấm xong rồi chú đổ nước vô chú nấu sôi lên. Chú cần mua nước ra. Đó. Đổ trong bụng chú. Nè cái này nè chị, cái này là an thần dễ ngủ nè. Em uống cái này nè. Nhưng mà giảm cân thì là trà gạo lứt là hiệu quả hơn. Em cũng đang uống. Đúng giảm rồi, cân. Còn gạo giảm cân là gạo lứt là dễ. Con thôi chị lấy hộp này với hộp này đi. Chị chia ra chị uống. Mà cái nào mình cũng uống tốt hết trơn á. Mình uống giống như nước mình hàng ngày vậy đó. Uống thay nước luôn. Chú Hổ ơi, chú ăn ớt đi chú Hổ. Hồi đó con nhớ chú thích ăn ớt lắm mà. Chú Hổ thích ăn ớt. Chú Hổ ớt nè chú Hổ. Ớt này là ớt sim. Ớt sim rừng của Gia Lai á. Ớt sim rừng. Cả nhà ơi, cho em một like và chia sẻ bài giùm em nha cả nhà ơi. Đây là chú Hổ. Hoặc là chú lấy bắp bò đi. Bắp bò đi chú nè, ngon lắm. Chú ăn thử đi. Ăn không ngon trả lại con luôn á, con hứa luôn á. Những món hàng mà của con bán nếu như cả nhà uống không thay hài lòng cứ trả lại cho Thanh. Thiệt, đây đây, cái này là bắp bò nè cả nhà. Đây là bắp bò. Qua dịch rồi chưa có show sao chuông vàng mà vẫn phải bán online vậy em Khởi. Dạ. Dạ cũng có chứ. Cũng có show nhưng mà tụi em đi mới về hồi sáng là Khởi đi buổi sáng, còn em đi buổi tối. Tụi em tranh thủ thời gian để bán cũng kiếm thêm chút đỉnh. Thu nhập anh ơi. Để làm quen với mọi người luôn á, tại vì dạ. Mình vừa giống dạ, như mình có hai nghề vậy luôn. Đó anh. Nó lao đó, sao sáng giờ có đi show đâu. Giống như mình có hai nghề vậy đó, nghề tay trái và nghề tay mặt. Ví dụ như nghề tay mặt mình nghề là tay làm bình thường là mình đi hát. Rồi nghề tay trái mình vẫn có một cái gì đó để kiếm đồng ra làm vô đó anh cho vui. Mình mới đi show về nè. Nãy giờ đâu thấy đâu đó. Kìa. Còn hai đứa nó lao. Kìa, người ta chào chỗ nè, người ta còn mặc ầm tao mới về nè. Khởi là chứ. Chào anh Dũng Nhí kìa, hát ông cổ nghe chơi kìa. Khởi đi nó để xem. Anh Như Lâm. Ok. Chị Yến ơi, chị mua cái gì rồi? Còn không, còn trà này nữa chị Yến. Trà này là trà chanh xả bạc hà. Cái trà này là trà công mới dụng hả? Trà mới nè. Không thấy. Trà này là trà hơi giúp hơi thở trà thơm tho. Tinh chất từ xả lá dứa thơm lắm luôn. Bắt đầu là chua chua. Thơm lắm luôn cái trà này nè. Mà thơm tự nhiên nha, cũng nguyên liệu đó. Nếu mà mình tối rồi mình uống á, sáng mình có công việc gì gấp á, mình khỏi nó răng luôn nó vẫn nè thôi. Anh nên uống trà này nè, nhậu cái đó là anh Dũng nó thiệt nhậu nhiều á, ô nên uống trà này nè. Sao tự nhiên lên đây nói tôi nhậu vậy? Tôi nhậu á cả nhà, nhậu nè, anh uống trà này nè là tốt nhất nè. Mà cái trà này là nên mỗi một nhà mình là nên có một cái hộp này nè cả nhà, một hộp này để khi mình bị cảm á, bị cảm hay gì đó mình để vô một bụng mình uống nó rất là khỏe. Tại vì xả thay vì mình có xả tươi mình đập thì cực, cổ này mình hút nhấm trà để lên thơm một hộp như khui, vậy khui là hộp đi. Một hộp như vậy là một trăm ba nha cả nhà. Chị Ba ơi, nói chung là mình ngon. Nói là chị Hải Yến lấy hai loại đó đi, hai loại khác nhau tặng bình không, em tặng chị luôn, mình người nhà mà em tặng cho mình chị luôn. Giờ chị lấy một này nha, một cái hoa ngũ cốc và một trà gạo lứt, em sẽ tặng chị một cái bình.
Mày lấy chị ơi, hai loại đó đi. Con ghi cho chị Yến nha, con nhớ ghi bình cho okay, chị nha. Ok, biết mãi chị cái bình luôn. Nhà của chị. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Ê Trang, bà hay bà đi tối 10 giờ rồi. Thôi 10 giờ rồi, sớm ra ngủ. Mai mốt không, mai mốt để mua cái micro nhỏ nhỏ cay cả nhà nghe. Chiến kêu em ơi, em là linh hồn của anh. Chú Hổ ơi, chú mua cái gì chú Hổ ơi? Chú nay chú thấy Dũng Dí kìa. À hay là chú Hổ mua này cho chú. Đây. Chào Minh Nguyên. Đúng rồi, chú Hổ ăn chân vịt đi. Cọp ăn vịt. Chú chân vịt một bịch như vậy là 30 cái là 350k nghe chú. Tương đương coi như là 12.000 cái. 12k mà ăn đó rất là ngon. Rẻ không? Có. Chị Hai Yến là một, chị Hai Yến là một, một trà hoa ngũ cốc và một gạo lứt, nhưng mà con nhớ ghi tặng là để tặng. Đây là chú Hổ, chị. Ngon lắm chú Hổ. Cái này ăn không cũng ngon nữa. Ăn không hả? Khui ăn ra không á, khui ra là ăn thôi. Khui ra là ăn thôi chứ không có làm gì hết á. Nhang thơm không em? Dạ, thơm anh ơi. Anh Quốc Trần ơi, đây là nhang. Nói nè nè, bây giờ thí dụ mình bán cái mình quảng cáo mình phải ăn thử người ta biết chứ. Ăn đi, chị nãy giờ. Ăn đi. Nè anh ơi. Anh Quốc Trần ơi, đây là nhang, nhang rất là thơm và đặc biệt á. Nhang của em là 100% là thảo dược. Nhang thơm nhưng mà mùi nó không có nồng. Không có quá chất, nhưng không mà nó không phải giống như những cái loại nhang không mà có quá chất nha. Ví dụ như cái nhang có quá chất á, anh đốt lên nó thơm bát ngát luôn. Nhưng mà những cái nhang đó là chắc chắn nó sẽ có độc hại vì nó có quá chất. Còn cái nhang này đã họ làm 100% bằng thảo dược. Nhất là cái nhang quế và nhang phinh diệp nè. Họ làm từ lá phinh diệp. Lá phinh diệp nha anh nha. Là không cay, không kiểu như không có mà nhang thơm lắm luôn. Dạ, không có cay mà em bán được lắm luôn. Em bán cái nhang này là hồi từ bắt đầu em ấy cho tới giờ đó là Dũng Dí hát một câu đi kìa. Là cái nhang này nè anh là xài rất là tốt. Mình ở không nhà máy lạnh nè. Ở nhà máy lạnh, ở nhà chung cư, ở nhà phố mà mình đóng cửa mình đốt á là không cay mắt, không ngọt mà rất thơm, cái mùi thơm dịu dễ chịu lắm anh. Là một hộp như vậy là 120k. Hai hộp là 240 mà năm hộp thì em phi xếp. Mùi giống nhau. Dạ không anh. Cái mùi này là mùi lá phinh diệp. Cái mùi này anh nghe nó dễ thương lắm nè. Mùi phinh diệp, mùi quế. Còn mùi này là mùi quế. Cho nên là thường thường khách em hay mua á, họ ưa mua là mỗi một cái một hộp lắm để họ thử. Rồi xong rồi họ quay trở lại họ mua em một 10 hộp, mỗi loại 5 hộp. Kêu anh Dũng lên cơm cổ đi. Trời ơi phái anh Dũng quá trời vậy. Anh xài quá. Anh mua anh xài thử đi Quốc Trần ơi, anh xài thử đi, rất là ngon. Ơi, rất là mà mỗi một trong hộp như vậy là 100 từ 180 tới 200 cây, mỗi một hộp từ 180 tới 200 cây mà thơm lắm. Thơm không phải là nó thơm mà dạng mà giống như mà có ấy đâu. Dịu thôi mà anh dễ chịu lắm. Đây là cái nhang này, nhang quế và cái nhang phinh diệp. Anh quế và phinh diệp. À, Trương, bao nhiêu một hộp bao nhiêu cây? Dạ một hộp từ 180 tới 200 cây. Vì sao? Vì cái này họ xe nó không có điều á, và cái này là họ cân ký họ bán, họ bán chứ không phải là họ tím cây họ bán. Rồi là mỗi một hộp vậy từ 180 tới 200 cây mà trong cái chân nhang á, cái nhà đây nè, nhà Thanh cũng đang xài nè. Trong cái chân nhang á là như vậy nè, không có màu, không quá chất, không bằng, gì bằng hết. Tre hết, bằng tâm tre hết, rất là an toàn luôn. Giống như mình xài ở ngoài á thì họ sẽ làm quá chất, họ làm màu được vô đủ thứ các kiểu. Giới thiệu cho mọi người dùng ủng Mai hộ Kiệt. Chị nè, cảm ơn em. Nè đây nè, là trong cái bọc nó vậy nè cả nhà. Đó là cái cây nhang là như vậy nè. Một hộp là từ 180 tới 200 cây nè. Trong một hộp vậy nó có hai bọc nè cả nhà. Đó. Nhà Thanh cũng đang xài, nhà Thanh ở đây cũng xài, mở dưới quê cũng xài luôn. Hộp nhang vậy là mình đốt cũng lâu lắm à. Lâu lắm. Ngày đốt một cây ngon lắm. Ngày đốt một cây là cũng nửa năm á. Gần 200 mấy chục ngày nữa. 200 cây luôn mà. 200 cây là. Khởi hát một câu đi cả nhà, tại chú Hổ. Chú Mày Hổ hộp nhang quế. Dũng hát chú một câu cổ hát chai đi. Vậy anh lấy cho anh một ngàn quế, một củ ớt. Dạ, dạ em cảm ơn okay, anh Quốc Trần. Quốc Trần okay, ơi có địa chỉ rồi. Có địa chỉ chưa? Có gửi cho rồi em cảm ơn Quốc Trần. Anh Quốc Trần anh ăn mắm ok không anh?
Mắm là em ăn là em ghiền luôn đó. Không, cái gì cái mắm là em bảo đảm luôn, ăn rất là ngon. Em hỏi người ta xong người ta chưa trả lời, em bảo đảm rất là ngon. Bảo đảm ngon thiệt mà. Em cảm ơn Quốc Trần. À, anh Quốc Trần cho con một hộp nhang quế và một hộp nhang quế. Xanh không lấy thử hai mùi đi, hai mùi cho anh thử, mùi nào anh nghe anh chịu. Em thích cái mùi khuynh diệp lắm, mùi khuynh diệp ngon, nhưng mà những cái cô chú dạ em cảm ơn anh Quốc Trần. Anh nói ngon lắm. Cái những cô chú mà làm ăn á hay đốt nhang ông địa thì hay đốt nhang quế. Còn em thì trong nhà em thích đốt khuynh diệp. À, khởi anh Dũng ca trai bài đi. Để tặng mọi người để thương. Chi khuya lắm rồi hát sợ. Hát trai thôi, đừng hát ấy. Hát những điền đi. Dũng nhí đi, Dũng nhí cho chú hổ lâu quá không lâu. Tiếng nhạc thôi mình. Ờ hát tiếng này nè. Mở cái nhạc lên chứ mình khỏi hát bằng mi. Mấy gì chắc đi ngủ hết rồi. Nãy mới quốc bài chú ơi, chú còn không chú? Chắc chú đi đâu rồi quá. Xin chào. Quán nửa khuya. Quán nửa khuya đi. Quán nửa khuya đi. Anh Dũng nhí và ở gần nhà Khởi, anh ghé lấy luôn. À anh Quốc, anh nói anh ngồi gần nhà em á. Vậy hả? Khởi ở bên quận 8, anh ở bển luôn hả anh Tấn Quốc? À chú nè, chú con. Chú đừng bỏ tụi con nha. Chú Việt. Chú về cho chú. Ơi. Chú ơi, chú về cho chú. Chú về để con đem đồ lên cho chú nè. Chú Việt. Ok, quán nửa khuya. Trong khi vô. Chờ đợi Khởi với lại vô tới rồi đâu chờ đợi gì. Ủa vậy hả, có luôn hả? Hát chai nha cả nhà ơi. Ok. Nguyễn Hoàng. Rồi con chào chú. Đây. Thanh Khởi. Quán nửa khuya nha cả nhà. Ôi, biết khác, cái miếng này nó chậm lắm. Dạ. Cái này nó gần chậm gì. Biết đâu rồi ta. Mai dạ, mai chú về. Chờ khi ơi, một tay chú có trên nhà hát không chú? Đây đó. Một tay chú lên nhà hát không? Một tay hoặc là hai tay. Con 2 giờ. Một tay hai tay chú lên không chú? Em nãy cái bài kia muốn mong môn can chậm gì. Con để cái hộp của chú gì đó, chú của Quốc anh Quốc Trần á sẵn cho chú Khởi, chú Khởi đem về bển để ngày mai anh Quốc Trần ghé lấy nha. Đi chết cha quên. Chào. Nó đang kết nối với nó phải không? Việt anh Nguyễn. Việt anh Nguyễn. Cả nhà ơi. Thấy chưa hồi nãy? Mở lớn này để lon ở đây nè. Thôi nó cầm đi. Tại vì bây giờ sợ ồn cả nhà ở ngoài á cả lời nhà. Lời dụng cổ yên lan. Cho nên là quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, mai về vẫn lặng trôi. Tôi là người chinh nhân vui gió sương, anh là người tha hương đi bốn phương. Tôi lê gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm tôi người viếng khách cô đơn dừng lại quán khuya giữa canh buồn hiu hắt. Ngoảnh mặt nhìn xa sương rơi mờ mịt quán lạnh về khuya vàng nhạt ánh trăng gầy. Để tài. Tiếng rượu từ ly theo ánh lửa rơi đầy.
mang tâm sự kiếp giang hồ lẫn đần nhớ cuộc đời dài mượn nỗi sầu chung. Dạ chú họ có phải anh sầu vì quê hương đất nước đã trải qua bao mùa chinh chiến đau thương, máu hồng nào nhuộm đỏ cả hương giang, cho Trường Sơn quặn đau tình sông núi. Cả nhà ơi, cho em một like và chia sẻ bài giùm em nha cả nhà ơi. Một like và chia sẻ nha cả nhà ơi, cả nhà ơi. Xin chào Hữu Diễn. Giờ này khuya cho nên là em không có hát bằng micro được, cả nhà thông cảm nha. Hữu Diễn ơi. Xin chào em Hữu Diễn. Ủng hộ trà đi. Để mai món trang bị thêm âm thanh lại. Món đã từng xuôi ngược qua những dòng sông đầy nước lộ, có ghé lại bên những quán trọ tàn khuya le lói ngọn đèn mờ. Tôi đã từng phiêu bạc lang thang trên khắp nẻo đường trần, thương Cà Mau rừng tràm xanh tiếp biển, nhớ Bạc Liêu cò trắng rợp bờ tre. Anh có về qua miền Trung nghèo cổ, dạ mưa tụi con cũng sắp nghỉ rồi đó rồi sụp suốt mùa đông, từ chinh chiến cách ngăn trời quê cũ, bếp lửa nghèo tắt liền giữa chiều sương. Dạ con khoảng chừng 50 phút nữa tụi con cũng ốp rồi, cũng để cho cả nhà ngủ. Ủa? Lấy cho anh thêm một hộp mà nhang mùi khuynh diệp kìa. Anh Quốc Trần. Dạ vậy anh lấy một khuynh diệp ha, một khuynh diệp một quế em hả? Chú Quốc Trần có gì nữa. Quang nửa khuya bạn ơi, dạ. Chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Quãng đời tôi tao đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Quả nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào quên, bằng đường à, mít không có mít tại vì khuya. Cường vô kìa. Cường ơi, ba mẹ khỏe em ơi, mẹ thì hơi yếu chút xíu. Bên cô ngày xưa người đi Cường. Không một lời từ gia. Anh có cửu long nước sông buồn mang mát tôi yêu hoàng hôn Đà Lạt ngô sương buồn. Cường vô kìa. Chú Cường vô kìa con. Cường ơi ở lại nghe xong chị nói chuyện nha ba Cường. Vàng nhạc anh căng mờ, tôi và anh cùng mang chung tâm sự, tướng quê nghèo sau những ngày tháng loạn ly. Trăng nước Hậu Giang trăng về xứ quê, mưa bão miền Trung đẫm lệ trời Nam. Anh thương anh nhớ Hậu Giang, tôi buồn tôi dòng Quảng Nam ngữ bình. Hay quá ha. Cảm ơn Minh Phạm, Nguyễn Cường. Cường chào chị Nguyễn Cường à, để chờ chị quảng cáo nè. Dạ em cảm ơn Trần Tâm ủng hộ chị mua đồ cho chị đi cưng, chị gửi ra ngoài Nha Trang cho cưng. Thôi người bạn miền Trung đất nghèo sỏi đá
tháng sông, bỗng nhiên hôm nay mình hạnh ngộ giữa đêm nay. Trao cho nhau vài mẫu chuyện tâm tình thân ai, rồi mai này mỗi kẻ một phương xa. Tôi về Nha Trang với Thùy Dương Cát Trăng. Tôi trở lại nông hồ thăm chợ Trường An. Sông Mỹ Thuận Lục Bình trôi tán mạng, bên dần lâu trần ngập cả khoang đò. Thôi anh đêm đã hầu tàn, rượu cũng vừa cạn chén. Nơi quan khuya nghèo hai kẻ sắp chia tay. Bao giờ tôi lại gặp anh lần nữa. Thoáng ấy thành bình đã nở hoa. Hết mắm con nói mời, mời đi tình trở lên nha con. Cường ơi, Cường à, em còn đó không Cường? Chị giới thiệu nè Cường, còn hả Cường? Đây, ôi, chị giới thiệu em những món để chị gửi kìa. Chị gửi ra ngoài Nha Trang cho Cường. Đây chị bán hàng online nè, hai vợ chồng em á. Anh Cường á, Cường á. Nè Cường, đây thứ nhất là cái gì Út Cường hả? Út Cường. Đây là ớt. Ớt này là ớt của Gia Lai, họ ngâm với lại nước mắm nhĩ, ăn rất là ngon. Không cay, vừa vừa nha Cường. Ơi. Cay rất là ngon, ngon nha Cường. Đây là ớt để giới thiệu cho anh Cường nó mua nè. Là cái này một hộp như vậy á là 800g. Là 190.000. Đây là hộp này nha Cường, 190.000. Còn đây, đây là bắp bò ngâm mắm nhĩ. Dạ con bye bye mami. Bắp bò ngâm mắm nhĩ là một hộp như vậy á, là nhiêu gram luôn này, là cũng 800g luôn. Là 280.000. Ăn rất là ngon. Cái này là thí dụ giống như em xẻ ra mỏng 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 rồi mình ăn với lại nước mắm, với lại muối tiêu chanh á, ăn với rau sống, ăn với bún. Mắm nêm cũng còn ngon. Còn đây. Luôn. Đây là mắm chân. Mắm chân là đặc sản ở An Giang. Đông Xuyên An Giang, một thùng như vậy là có 6 hộp như vậy. Cường em biết ăn mắm không Cường? Một thùng là 6 hộp, mỗi một thùng như vậy là 286.000. Còn đây là cá linh kho mía, giống như ăn cá mồi vậy đó. Cá linh kho mía cũng là một thùng 6 hộp. Là 6 hộp này nè, một thùng 6 hộp là 279.000 nha Cường. Còn đây, đây là gạo lứt, trà gạo lứt với lại đậu đen xanh lòng, là uống giảm cân, giảm cân, giảm máu trong mỡ. Giảm mỡ trong máu chứ. Mỡ trong máu. Giảm mỡ trong máu. Mà giảm cân cái này là đặc biệt giảm cân 100% nha. Uống chỉ cần hộp thứ hai là giảm cân. Đây là mỡ trong máu nè, là giảm cân nè. Còn trà này là trà hoa ngũ cốc. Hoa ngũ cốc nè, thanh lọc cơ thể, mát gan, rồi giúp điều trị mất ngủ, an thần, phù hợp cho người nóng gan, phụ nữ sau khi sinh uống vẫn được, uống rất ngon. Đây là trà này 90.000. Hai hộp sẽ tặng một bình thủy tinh. Là trà này 5 hộp phí ship hết. 5 hộp là phí ship hết. Còn trà này là trà, đúng rồi, trà hoa nhài. Hoa nhài dành cho những người lớn tuổi bị tim mạch, bị huyết áp. Uống trà này. Tâm giảm cân. Tâm ơi, giảm cân là trà này là tâm. Anh Quốc là Quốc Trần. Dạ không có, không có cá linh tươi. Dạ không anh ơi, cá linh kho mía kho sẵn mía, rồi chứ không có tươi. Đây trà giảm cân là này nè, tâm. Một hộp 150. Giảm cân là 1 kg, 150 1 kg nha. Gạo lứt bảo đảm giảm cân. Gạo lứt với đậu đen với lá dứa, uống 2 hộp bảo đảm giảm cân liền. Đây là trà này mà có sức khỏe, có lợi cho sức khỏe chứ không phải giảm cân mà giống như những cái loại thuốc mà bị bệnh nha cả nhà. Nè đây là một hộp 150. Còn đây á, là chân vịt nè cưng Cường. Đây là chân vịt, một chân vịt nè, chân vịt của Đài Loan, ăn giòn giòn cay cay mềm mềm. Đây nè, cho hai gì tâm. Hai hộp trà gạo lứt hay là trà hoa nhà, hoa ngũ cốc. Tâm ơi, cho xin số điện thoại nha Tâm ơi. Đây nè, là chân vịt Đài Loan là 300.000, 350k mà là 30 hộp, 30 cây nha cưng nha. Rồi còn đây là Cường, cái nhà em xài nhang này đi để cho mấy đứa nhỏ tốt, tại vì cái nhang này là không có quá chất. Nhang này là 120.000 một hộp, là mùi quế và mùi phân diệp.
là không có hóa chất, 100% không có hóa chất, họ chỉ làm bằng thảo dược, bằng lá cây thảo dược, bằng quế lá thảo dược dịp. Lá khuynh diệp cà rất ok. Tâm Tâm, cảm ơn Tâm Tâm nha. Tâm Tâm cho Thanh địa chỉ inbox, nha. Inbox nha, cho Thanh địa chỉ. Giờ này còn lên hả em? Dạ em mới đi hát về á chị ơi. Chị bữa chị uống đơn phương à. Chị uống trà được không chị? Bạn chị cái quán chị uống trà được không? Em gửi gì cho chị nó uống được không? Đây nè, đây là nhang. Tâm Tâm ơi, inbox số điện thoại cho dưới địa chỉ. Là em xài cái này nè, là Cường. Cái này là dòng em có con nhỏ đó, mình ở nhà mới lạnh, con nhỏ là xài cái nhang này rất là tốt cho sức khỏe, không có hóa chất, 100% là thảo dược. Đây là nhang này, nhang quế và nhang này, nhang phiên diệp. Còn cái loại trà này là loại trà mới nha cả nhà, mà chúng ta là mình nên có một hộp này. Vì sao? Vì cái hộp này á là họ dành cho mình giải cảm, mỗi khi mà mình cảm rồi đó là mình uống cái này. Dạ em cảm ơn chị, uống tốt lắm em. Là cái này là giải cảm nè, là trong đây là có thành phần là trà chanh xả bạc hà, có thành phần là công dụng là giúp hơi thở thơm tho, tinh chất từ lá xả và lá dứa loại bỏ mùi hôi miệng hiệu quả. Nguyễn Hồng Thanh nha. Cái trà này nè, trà này là mình bị cảm là mình nên uống cái trà này, tại vì trong đây có gì, gồm có xả nè, có tắc nè, có cam nè, có lá bạc hà nè, có mình uống cái vị á, nó ngọt chua ngọt ngọt, nó thơm mà nó ngọt ngọt. Đây là trà này, uống xong là cái lưỡi người thấy cảm thấy ngọt, có vị ngọt khởi cái uống rồi. Mắm cá linh ngon lắm. Dạ em cảm ơn chị Đơn Phương. Đây một hộp như vậy là 130.000. Cả nhà mình nên, nhà mình nên có một hộp này nha cả nhà, để những khi mình bị cảm đó, mình không có thời gian để mua xả cây ngoài đi nấu là nấy cái này nhậu sao. Dạ đó, cái trà này nè, anh nãy mới nói anh Dũng là nên uống trà này đó. Cũng như là mình mỗi khi mà anh đi nhậu á, anh đi nhậu ha, là anh đem anh hốt một nhắm đi, anh bỏ vô trong cái bình thủy mình uống, mình rót mình uống là khỏi có say luôn. Còn nếu như anh đi nhậu về mệt á, là mình cứ rót một ly này trước khi anh ngủ, anh rót kêu nhà anh nấu một ly này cho anh uống rồi anh ngủ rất là ngon, là không có mệt. Sáng ngày mơn vậy anh tỉnh queo luôn, rồi sáng vậy anh uống thêm một ly này nữa, tại vì trong đây là có xả nè, có tắc, có cam, có lá bạc hà đó, có nó giống như là có cái cơm thảo á, mình uống nó ngon ngon. Đơn Phương, dạ chị em gửi chị một hộp này chị ha. Đây hộp này. Cảm ơn. Ô trời ơi, Tống Yến Linh, cô gái Đơn Phương một trà bạc hà. Tống Yến Linh ơi, trời ơi giờ mới thấy ôi em ơi. Yến Linh ơi, ủng hộ chị cái gì đi cưng. Kim Luận vậy này mới vô. Kim Luận chờ em. Tôi nhớ tôi nhắn thẻ cho bạn là từ đầu mùa. Đây là mắm chưng nè cưng, mắm chưng đặc sản ở An Giang. Một thùng như vậy là 6 hộp. Một thùng như 6 hộp này nè cưng. Thùng về 6 hộp nè, mỗi một thùng là 286.000. Dạ hai hộp chị Đơn Phương ha, cô Đơn Phương hai hộp con. Còn cái này là mắm chưng là 289.000. Đây nè, một thùng như vậy nè Linh, ăn rất là ngon. Còn đây là bắp bò nha, hai hộp. Rồi ghi chị rồi. Chị Đơn Phương là hai. Đây là bắp bò nè. Bắp bò ngâm mắm nhỉ, trong đây có tiêu, có ớt, có tỏi, gửi ra rất là thơm. Là mỗi một hộp như vậy là 800g là 280.000, dùng được 3 tháng, mình để tủ lạnh, để trong ngăn mát ăn được 3 tháng. Là đây là cái này bắp bò. Ớt xanh cũng vậy luôn. Còn đây ớt. Ớt này là không phải là ớt của mình nha cái nhà, mà ớt này là ớt của Gia Lai. Ớt sim rừng của Gia Lai, ngâm nước mắm nhĩ luôn, ăn rất là ngon, giòn mà ngon. Mà cái này là mình cũng để tủ lạnh là mình ăn lâu dài. Để cho anh một hộp nữa nha, uống thử coi có hiệu quả không. Ok anh. Dạ trà. Dạ anh uống này đi ngon được. Quất trần. Dạ anh quất trần. Là ngày giải rượu đó anh. Cái trà này nè. Nè đây là một hộp ớt. Ớt xanh ăn giòn giòn, hơi cay cay, cay cay giòn giòn. Một hộp một bình như vậy là 190g. 800g nha. 800g. Cái này là ngâm ớt sim rừng nha. Ớt sim rừng của Gia Lai, ngâm mắm nhỉ. Đó. Còn đây là trà gạo lứt. Một bó nhang bạc hà nha em. Một bó nhang bạc hà chị Phương ơi. Em đâu có bó nhang bạc hà, em chỉ nhang. Có nhang khuynh diệp. Hộp nhang khuynh diệp. Chắc chị nói khuynh diệp quá. Chị lấy khuynh diệp hả chị? Khuynh diệp nè. Lê Thị Kim Hồng. Lê Thị Kim Hồng chắc Kim Hồng đại truyền hình phải không? Nè, ăn bắp bò ngon không Kim Hồng? Đây là bắp bò hồi chiều cô Kim Hồng lấy rồi nè. Ăn chưa? Ăn chưa Lê Thị Kim Hồng. Còn đây là trà gạo lứt.
trong đây gồm có đậu đen, đậu đen với lại gạo lứt với lại lá dứa, uống rất là thơm. Dạ chị, dạ, chị. Cảm ơn chị yêu. Là một hộp như vậy là 1 ký. Một hộp của Diệp đơn phương. Một hộp của Diệp cô đơn phương không? Một hộp là 1 ký là 150k. 150k à. 150k. Xin chào em Trần Phương. Không, Kim Hồng à. Phương Trần. 150k đây là hộp này nè. Phương Trần ơi, có món này, có món bữa nay có món mới này Phương Trần. Bắp bò nè. Ngon lắm. Bắp bò ngâm mắm nhỉ. Mắm nhỉ sẵn luôn rồi. Trong đây à, trong đây là có tỏi nè. Có ớt nè, có tiêu. Mở ra là ăn thôi, mở ra là mình sắc mỏng mỏng ra ăn tùy theo mình thích ăn. Ví dụ mình ăn cuốn bánh tráng cũng được nè. Ăn kẹp với rau sống với lại muối ớt cũng được nè. Hoặc chấm là mình ăn với bún cũng được nên là ăn rất là ngon. Đây là bắp bò, một hộp như vậy là 800g là 280.000. Cái nhà mình ăn thử đi, ăn mình có thể để ăn được 3 tháng nha bác nghe nhà, bắp bò. Đây. Đây là trà hoa nhài dành cho những người bị tim mạch, bị huyết áp. Tim mạch dành cho những người lớn tuổi nè, tim mạch, huyết áp. Rồi là uống cái này nha cả nhà, uống cái này nha, tim mạch, huyết áp, mỗi một hộp như vậy á, là 130.000, hai hộp. Thanh sẽ tặng cho cả nhà một cái bình này, hai hộp sẽ tặng một cái bình này. Còn đây là trà hoa ngũ cốc. Hoa ngũ cốc này là thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, giảm cân, lấy lại dốc dáng, làn da tươi trẻ, phù hợp cho người bị nóng gan, bốc quả, và đặc biệt cho phụ nữ thời kỳ sau khi sinh vẫn uống được, sau khi sinh cho con bú vẫn uống được nha cả nhà. Đây là trà hoa ngũ cốc, một hộp là 90.000, hai hộp là Thanh vẫn tặng một cái bình này nha, hai hộp vẫn tặng một cái bình này, nhưng mà làm 5 hộp trở lên là Thanh sẽ phi ship. Còn nếu như cái nhà mình lấy 2 hộp 3 hộp rồi đó, là ở trong thành phố, trong nội thành là 16.500, Cường lấy cho em 5 hộp nhang cho ok. Ok Cường, 5 hộp nhang là em lấy một, vậy chị lấy 3 dịp hai quế nha, 3 dịp hai quế cho em nha. Cảm ơn là chú Cường nha con, cho em xin một like và chia sẻ giùm em nha cả nhà ơi. Mời nè con, đó là chú Cường đó. Sao em không có Cường, em lấy cái này ra ngoài ăn đi, ngon lắm. Chân vịt nè, chân vịt nè cưng, chân vịt là một bịch là 30 cái là 350.000 là chân vịt nè. Hoặc là em lấy cái hôm nay bán đắt. Dạ. Ok chị, đúng rồi, ok chị. Dạ. Dạ, Ngọc Thơ, Ngọc Tho, Ngọc Thọ, Ngọc Tho. Là với lại dạ, con bán. Đây cái này ăn đi, mấy cái này là đặc sản của trong chị ở ngoài Nha Trang không có đâu. Nè bắp bò nè cưng, ăn thử đi. Cả nhà ơi. Bắp bò nè. Tụi em tranh thủ khoảng 5-10 phút nữa tụi em kết thúc, như cả nhà cũng khuyên. Bắp bò là 280.000 mà là cái này là nhậu ngon lắm nè Cường. Sao bán sản phẩm mới? Dạ đây nè, sản phẩm mới nè anh Hà Văn. Hà Văn. Hà hôm Văn nay ơi. Có bắp bò nè anh Văn ơi. Hôm nay em có bắp bò nè. Bắp bò này là 800g là 280k. Nhưng mà trong đây á ngâm là sẵn hết rồi. Ngâm sẵn rồi, anh chỉ người ta chế biến sẵn rồi, về mình chỉ thái mỏng ra mình ăn thôi. Trinh. Xin chào em, mình chỉ thái mỏng ra mình ăn thôi. Là cái này nè, anh ăn với bún cũng được, hoặc là ăn không với lại rau sống cũng được, cuốn bánh tráng cũng được. Ăn rất là ngon. Nhớ lấy cho anh một hộp trà nha. Dạ, dạ. Dạ em nhớ, em có nhớ ghi rồi đó anh. Em có ghi cho anh hết rồi đó. Để em chút đem về cho khỏi, mời mốt dịnh ghé anh lấy luôn. Là cái này nè, là anh cái này mới nè anh. Cái này là 280. Dạ, rồi với thêm một cái này nữa. Cái này là ớt. Cách quen. Ớt sim rừng nha. Cái này là ớt sim rừng ở Gia Lai, họ ngâm với mắm nhỉ, ăn nó giòn giòn, cay cay, thơm. Là ớt sim rừng nha cả nhà, rất là ngon. 800g. Một hộp là 800g là 190.000. Mình để ăn được 5-6 tháng luôn, mình để tủ lạnh ăn á. Nha cả nhà, đây nè. Rồi đây nữa, đây là trà này, là trà mới nè. Trà này là trà mới. Trà này là trà giải cảm. Trà này là trà giải cảm. Là để là có thành phần là có là chanh nè, xả nè, lá bạc hà với lá dứa, là giúp cho hơi thở, với lại tắc với cam giúp cho hơi thở thơm tho nè, rồi là loại bỏ mùi hôi miệng nè. Trà lá dứa là có thể giúp được chưa chứng chuột rút, co thắt đường lá tiểu dứa, nhất là thắt cơ dạ dày, và đặc biệt là kháng khuẩn lợi tiêu, giúp giảm lo âu, căng thẳng, tịnh tâm,
thanh lọc cơ thể, giảm chứng đau. Cái này là đặc biệt là giảm chứng đau đầu kinh niên, giúp an thần ngủ ngon là cái trà này nè. Trà này là 130.000 nha. Thấy dạ. Ngủ được nhưng... lên thì tiết trên. Dạ nếu như mà buổi tối á, thì mình sẽ mình uống ít lại xíu. Tại vì có khi mình uống buổi tối thì sẽ đi tiểu nhiều. Không, nhưng mà cái này em cũng coi lại đi. Tại vì bản thân chị á, tiết trên chị là đi toilet nhiều lắm ban đêm á. Là dạ, cứ hồi đó tính, là chưa uống thuốc, chưa uống trà này á. Chưa uống trà này á là ở chị đi toilet nhiều lắm. Nhưng mà khi mà chị, bản thân chị, khi mà chị uống cái trà này nè, là chị ngủ ngon một giấc cho tới 5 giờ sáng là chị mới đi. Còn không là tới 8 giờ sáng chị thức luôn rồi chị mới đi. Cái trà này nè. Nhưng mà ngủ ngon lắm, ngủ sâu giấc á nha. Mimi, một hộp trà gạo lứt ok em. Mimi ơi, cho chị xin cái inbox cho chị xin inbox, cái số điện thoại và địa chỉ nha Mimi. Inbox cho chị Thanh hoặc là cho Khởi. Cho chị Thanh hoặc Khởi đây. Kiều, đây là trà gạo lứt 1 kg. 1 kg là 150. 150k. 150k là 1 kg. Một hộp. Kim Cương ơi. Dạ, Kim Cương chị ơi. Kim Cương à. Mình kết thúc nha. Ừ, có khoảng 5 phút, 50 phút nữa là kết thúc. 5 phút nữa tụi em sẽ kết thúc. Để Thanh sẽ nói sơ lại cho cả nhà thế mình rồi. Nắm ra rồi có gì cả nhà mình cứ inbox sao cho Thanh nha, cho Thanh với Khởi nha. Thứ nhất. Dạ, ok Mimi. Thứ nhất là trà gạo lứt. Trà gạo lứt là để giảm cân, giảm mỡ trong máu và uống rất là ngon, cái mùi rất là thơm. 1 kg như vậy là một hộp là 150k. 5 hộp trở lên thì Thanh sẽ phi xếp. Còn nếu như trong ngoại thành, ở trong nội thành mình là 16.500, ở ngoại thành là 30, mà ở tỉnh, các tỉnh miền Tây là 33.000, các tỉnh miền Trung là 35.000. Đây là trà gạo lứt nha. Trà gạo lứt. Ăn cơm mắm xong. Xuất sắc con bà Bắc. Cảm ơn Kim Cương em gái. Mắm đặc sản của là món thứ nhất. Mà ngon sao được. Còn đây là món thứ hai là trà hoa ngũ cốc. Trà hoa ngũ cốc là thanh lọc cơ thể, trong đây là gồm có 5 loại trà nha. Là có là thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ, giảm cân, lấy lại vóc dáng, tươi trẻ, căng mượt, phù hợp cho những người bị nóng gan và những người phụ nữ sau khi sanh. Là cái trà này nè, là 90.000 một hộp, 2 hộp là Thanh sẽ tặng một cái bình này nha cả nhà nha, 2 hộp sẽ tặng một cái bình. Tất cả các bình hàng nghe nè. Còn đây, 5 hộp sẽ được miễn phí. Đây là trà hoa nhài. Trà hoa nhài là dành cho những người lớn tuổi là bị tai biến mạch máu não nè, bị tim nè, bị máu đông, bị tim mạch, là uống cái này nè. Ba mẹ nhà Thanh đang uống là mỗi một hộp vậy là 130.000, 2 hộp Thanh vẫn tặng một cái bình này nha cả nhà nha. 130.000, 2 hộp vẫn tặng bình này. Còn loại trà thứ tư, cái trà này trà là mới. Nhỏ bạn út đi. Còn cái trà này nè cả nhà, đặc biệt cái trà này là nhà mình nên có một hộp, vì cái này là gì, để cảm, giải cảm. Chị này chị ngủ hả Nhã Thi? Chị giải cảm nha cả nhà. Là hỏi nè. Dạ. Dũng hỏi là nhỏ bạn Dũng bị tiểu đường có uống dùng được không? Được bình thường. Những cái loại, tại vì những cái loại này là hoàn toàn, Út ơi, những loại này là hoàn toàn thiên nhiên hết, không có đường gì hết á. Không có đường luôn. Em nói em đi đâu em chưa về, em nhắn tư mà. Gạo và đậu là chỉ gan. Em nói nhắn tư mà tư chờ em đó. Rồi chị gửi qua nhà cho em, hoặc là gặp đâu thì chị gửi. Để sẵn kìa, cô Nhã Thi để sẵn luôn kìa. Nhắn inbox. Đang chờ cô gái về thấy em đi tùm lum tùm lê hết. Nè đây là trà này cả nhà mình nên có nha cả nhà. Vì sao? Vì khi mình cảm á, cảm cúm này nọ là mình uống một trà này. Hoặc là nhà mình có chồng mà chồng mình đi nhậu rồi nè nọ đó, là cho uống cái này là mau giải cảm. Là mà đặc biệt hơn nữa là trị cái hôi miệng. Có nghĩa là mình hơi thở mình không có thơm tho đó, thì mình uống cái trà này. Tại vì trà này trong đây là có xả nè, có tắc nè, có mùi bạc hà nè, có cam nữa nha cả nhà. Này là trà này nè, là một hộp như vậy á, là 130.000 nha cả nhà nha. 5 hộp trở lên thì Thanh phi xếp. Đây là trà này. Rồi cái thứ hai nữa, đây là cái món này nè. Đây là bắp bò nha cả nhà nha. Bắp bò là mỗi một hộp như vậy á là có 800g. Mà bắp bò là họ ngâm với lại mắm nhỉ. Mình về mình sắc thái mỏng mỏng là mình ăn với lại bún, hoặc là mình ăn với lại muối ớt chanh, hoặc là cuốn gỏi cuốn vẫn ngon. Đây là bắp bò ngâm mắm nhỉ, một hộp như vậy là 280.000, là 800g. Mình dùng được 3 tháng, ăn không hết để tủ lạnh nha. Đây là bắp bò. Còn đây là ớt.
ớt này là ớt sim rừng, ớt sim rừng Gia Lai. Ớt này là ớt sim rừng, nãy em kêu Kim Cương mua bắp bò chưa có đó. Ớt sim rừng Gia Lai nha cả nhà, ớt sim rừng. Lê Thị Tiếp Trinh. Dạ. Dạ. Ok, một... ok gì? Ok, mai gì hỏi rồi. Dạ, ok gì? Đây nè. Ớt ớt sim rừng mà một hộp như vậy là 800 gram luôn. Là 190.000. Cái này mình ăn được lâu dài, mình cứ ăn xong để tủ lạnh như đó ăn rất là ngon. Em thấy chị không em? Dạ em thấy chị Đơn Phương ơi, em thấy dạ. Chị mà. À đây nè. Bắp bò chốt. Ok em, để tôi đưa bắp bò với lại bắp bò chốt. Bắp bò với lại mắm luôn nha. À. Đây, còn đây là hai loại cá linh kho mắm. Cá linh kho mía và cái mắm cá linh chân nha cả nhà. Mỗi một thùng là 6 mỗi hộp. Một thùng có 6 hộp. Cá linh đó là 200. Cá linh chân thì 286, còn cá linh kho mía là 279k nha cả nhà. Rồi, rồi đây là cuối cùng nữa là chân vịt. Chân vịt Đài Loan. Chân vịt Đài Loan. Chân vịt Đài Loan nha cả nhà nha, chân vịt Đài Loan, đặc biệt là 100% Đài Loan nha, tại vì cái này là ở bên đây mình cũng có bán nhưng mà Thanh không biết họ lấy ở đâu. Nhưng mà cái này là của bạn Thanh em về. 100% Đài Loan mà cả nhà ở bên đoàn Thanh thì có anh Minh Hoàng nè. Thầy giàu là mua ở ngoài là tới 400.500, nhưng mà Thanh chỉ có 350 thôi, lý do là bạn của Thanh sắp tay về cho nên là không có tốn tiền gì hết á. Còn người ta thì người ta tốn mấy. Cá linh kho mía chốt. Ok. Này nhỏ Thi mua mạnh quá, cá linh kho mía với lại tại nhỏ Thi với lại gì ta? Cá linh kho mía với lại mắm chân rồi bữa cô Thi chốt đó rồi. Với lại thêm một bắp bò nữa phải không? Ừ, đúng rồi. Ok em. Nha cả nhà. Rồi cả nhà mình mua gì thì ủng hộ cho Thanh nha. Mắm không có mập đâu nhỏ Thi ơi. Ít ác quá tư nha. Nhỏ Thi. Anh Dũng nói gì kìa, nói ăn mắm bữa không có mập không, đâu. Mập đâu. Trời ơi, cô đang dưỡng heo đó, để cô làm gì đó toàn. Cảm okay, ơn em gái. Cái nhà ơi, cái nhà ai có mua thì inbox với tụi em sau nha. Bây giờ tụi em ốp rồi, khuya bây quá. Bây giờ cả nhà có mua thì xin nãy giờ Thanh giới thiệu sơ qua cứ rồi đó. Cứ bình luận cho nó cho tụi cứ em. Cứ bình luận hoặc là nhắn hoặc tin cho inbox, Khởi hoặc và Thanh ha. Rồi cảm ơn cô gái. Nhà, cảm ơn cô gái Trần Ngọc Nhã Thi nha. Rồi em ở đâu đó rồi Tư gửi qua cho em hoặc inbox. Là gặp ở đâu đó, rồi Tư đưa nha. Ca rồi bắt cười. Nay mới có đi hát sướng nhiều không trời. Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chị bán được không? Chị bán cũng được cưng, lai rai. Kim Lan nó bán đồ mà mua bộ đồ nó đang bận nó không bán. Không mấy bộ đồ bán với mặt chứ thương đó. Chú Hổ mắm. Mắm mắm chung với đây nha. Dạ ok chú. Còn mắm chân chú Hổ. Một chú Hổ thêm một phần mắm chân rồi mời con nhớ điện xuống dưới kêu người ta đem lên đặt nha con. Để hết rồi. Rồi chú Hổ con chốt mà chú Hổ chốt ơi lên. Cảm ơn chú Hổ, cảm ơn cả nhà cô nha. Gái Trần Ngọc Nhật Khi chúc hai đứa con nhà, cảm ơn Lê Thị Tuyết Trinh. Dạ nay chúc có đi hát hò gì không trời Nhã Thi nè. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tụi em. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Nhã Thi ngủ đi cô gái, giờ này đi bề đặt đi vô lai lai người ta rồi mua một mớ nữa không chịu ngủ. Ngủ đi. Thôi chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà ủng hộ Thanh với Khởi nha.